Xin kính chào quý vị và chào mừng quý vị đến với chương trình livestream hàng tuần của bác sĩ Vintran đến từ Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ nói về, không phải COVID nha, chúng ta sẽ nói về những cái chất dinh dưỡng mà giúp cho xương chúng ta khỏe mạnh hơn. Trước khi bắt đầu chương trình, quý vị khắp nơi nghe tôi nói có rõ không ạ? Hôm nay phần nhạc mở đầu là một trong những cái tác phẩm tôi thường nghe, đó là nhạc phẩm Icelandic Arpeggios. Thì quý vị nào nghe nhạc cũng biết đây là một trong những cái nhạc nói về những cái sự bi hùng của cái vùng đất ở Bắc Âu. Thưa quý vị, cách đây khoảng chừng cũng không lâu thôi, tôi có nhận được một bệnh nhân. Thì bác đó, người châu Á, đến với tôi tại vì đau lưng và bác sĩ gia đình gửi tới. Thì khi mà xét nghiệm xong thì tôi mới phát hiện là bác đó bị vỡ xương, bị gọi là gãy xương mà ép lên trên ở đốt sống T12. Thì quý vị chắc còn nhớ là phần đốt sống lưng của chúng ta là có 12 đốt, đốt sống phía sau dưới, đốt sống lồng ngực là 12 đốt, mà đốt sống lưng phân chứa là chúng ta có 5 đốt. Thì đốt 12 là cái đốt cuối cùng của đốt sống lồng ngực và tới đốt L1. Thì bác này bị gãy ở đốt 12 và bị ép lại khoảng chừng 30%. Nhưng mà cái gãy này có vẻ đã lâu rồi. Và khi mà tôi kiểm tra vitamin D thì mới biết là bác này bị thiếu vitamin D trầm trọng. Và đó là một trong những cái điều mà tôi hay gặp trong cái chuyên khoa của mình, là người Việt và người châu Á tại Hoa Kỳ chúng ta thiếu vitamin D. Và xa hơn nữa là rất là nhiều dinh dưỡng chúng ta tưởng là chúng ta ăn đủ rồi, nhưng thật sự là không đủ để làm xương chúng ta chắc hơn và khỏe hơn. Và đó là cái chủ đề của ngày hôm nay. Và tôi sẽ nhấn mạnh những cái thức ăn nào mà người lớn tuổi chúng ta cần ăn và chúng ta cần có hàng ngày để giữ cho xương chúng ta khỏe và chắc. Quý vị khắp nơi nghe tôi nói rõ không ạ? Bên Facebook nghe có ok không? Tại vì tôi không biết tại sao, nhưng mà đôi khi bên Facebook nó lạ lùng lắm quý vị. Đôi khi tôi nói quá trời mà không ai nghe hết, hoặc là nó tự nhiên nó bị đứng lại. Rồi, cái bài nói chuyện này chủ yếu là tôi nói ngắn gọn lại từ cái bài nghiên cứu từ trường y khoa Harvard. Thì có ba cái thành phần chính mà quan trọng cho sức khỏe xương và khớp của chúng ta. Và quý vị cần phải nhớ, nếu mà buổi ngày nói chuyện hôm nay quý vị chỉ cần nhớ ba thứ thôi. Đó là gì? Đó là calcium, là canxi, vitamin D và protein. Thì ba cái này giống như là cái tam giác để mà xây cái sức khỏe cho xương và khớp của chúng ta. Cái vấn đề là nhiều quý vị ở đây còn không biết là mình có thiếu vitamin D không, hoặc là thiếu canxi hay không. Và khổ hơn là quý vị không thiếu nhưng quý vị uống một cách vô tội vạ, uống nhiều quá. Tại vì tôi có nói nhiều trong những cái bài nói chuyện về vitamin D cũng giống như là về calcium, là nếu mà chúng ta ăn nhiều quá, chúng ta uống nhiều quá, nhất là uống dưới dạng thực phẩm chức năng, thì chúng ta có thể bị sạn thận, chúng ta có thể bị những cái bệnh khác. Thế nên rất là quan trọng quý vị phải hiểu cái khái niệm này, và chúng ta cố gắng lấy vitamin D, lấy canxi và protein trực tiếp từ đồ ăn hàng ngày của chúng ta. Và nếu mà chúng ta theo đuổi theo cái chế độ ăn uống mà tôi nói ở đây, quý vị không cần phải uống bất kỳ cái thực phẩm chức năng nào hết, quý vị vẫn đủ vitamin D, vẫn đủ canxi và đủ protein. Ok, bây giờ chúng ta vào nhé. Thì canxi hay còn gọi là calcium trong tiếng Anh, tiếng Việt là canxi, là một trong những cái thành phần cực kỳ quan trọng. Canxi trong cơ thể chúng ta được trữ phần lớn, 99-99% là ở trong xương chúng ta. Và mỗi ngày thì xương chúng ta mất chút xíu và xương chúng ta đắp chút xíu, giống như là chúng ta làm thêm tiền và chúng ta xài tiền. Và một cái lượng nhỏ canxi chạy vòng vòng trong cơ thể chúng ta và chúng ta đo được, đó là cái nồng độ canxi trong máu. Thì cái nồng độ này thường mà chúng ta đo, nó lên được là chúng ta thấp hay là cao canxi.
Thì khi quý vị đi gặp bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ chuyên khoa về cơ xương khớp, nhớ hỏi cho tôi là cái nồng độ canxi của mình như thế nào. Tại vì đây là một con số rất là quan trọng. Nếu quý vị thấp canxi, quý vị sẽ có những cái triệu chứng mệt mỏi, đôi khi cái cơ bắp chúng ta bị co tê. Quý vị quá nhiều canxi, quý vị cũng bị đau nhức khớp, tim đập nhanh, những cái rối loạn về nhịp tim. Đây là cái chỉ số khá là quan trọng mà nhiều quý vị thường không có hỏi. Thường thường là khi chúng ta gặp bác sĩ, chúng ta mọi thứ bình thường hết là bác ơi, nhưng mà có một số quý vị nhớ hỏi cho tôi, cái đó là canxi quý vị nha. Cái quan trọng nhất làm sao chúng ta uống có canxi đây? Thì hiện nay những cái khuyến cáo chung là khoảng chừng 1.000 cho tới 1.200 mg mỗi ngày. Và canxi từ đâu ra? Canxi từ sữa, từ những cái chất thức ăn và từ có nguồn gốc từ sữa hoặc là bơ, ví dụ như là sữa, cheese, phô mai, hạt, sữa đậu nành. Thì tôi có để những cái link ở đây, quý vị có thể đọc, nhất là những cái hướng dẫn về xương của Hiệp hội Loãng xương Hoa Kỳ. Thì trong cái hiệp hội này, họ khuyến cáo quý vị nếu mà dưới 50 tuổi, quý vị cần 1.000 mg. Và nếu mà quý vị trên 50 tuổi, quý vị cần 1.200. Thì cái cách đơn giản nhất quý vị nhớ là như thế này. Quý vị chỉ cần uống một ly sữa chút xíu mỗi ngày, có 300 rồi. Ăn thêm một ly yogurt 300 nữa và ăn chút xíu cái này nữa và những cái thuốc khác, những thức ăn khác ví dụ như hạt, những thứ khác là quý vị dư sang, quý vị không có cần thiết phải, dĩ nhiên là quý vị không cần phải uống sữa mỗi ngày, quý vị có thể uống sữa, ăn cereal rồi ăn dưa ua bữa nay uống sữa và ăn những cái hạt, ăn những cái chất đó thì đều có vitamin canxi trong đó. Thì đây là những cái điều rất rất là cơ bản và thường nhiều người châu Á chúng ta quên là tại sao chúng ta không có thói quen uống sữa, không có thói quen ăn canxi, ăn những cái chất như chi, những cái đồ. Thì trong trường hợp này, quý vị nếu thật sự không cần thiết, quý vị có thể uống gọi là thực phẩm chức năng, nó có canxi và vitamin D trong đó. Nhưng mà khổ một cái là những cái chất canxi quý vị mua ở ngoài tiệm, nó đôi khi có những cái chất bảo quản và nó khiến nếu quý vị uống không có thể là quá nhiều chẳng hạn, thì quý vị lại vô tình tạo ra sản thận. Thì như tôi nói lúc nãy, cái quan trọng nhất để chúng ta lấy canxi là chúng ta lấy từ thực phẩm để chúng ta ăn và chúng ta uống mỗi ngày. Thì đây là những cái hướng dẫn mà tôi để cái đường link ở đây luôn. Và quý vị thấy không, khi mà quý vị nhìn xuống đây thì có rất là nhiều rau cải mà có nhiều canxi trong đó. Tôi nói ví dụ như là những cái loại rau như okra, thì đây là một trong những cái đậu mà rất là ngon. Rồi broccoli chẳng hạn, hoặc là những cái cải bẹ, hoặc là sữa đậu nành. Thì đây là những cái loại thức ăn rau cải mà có nhiều canxi trong đó. Quý vị thấy không? Quý vị chỉ ăn chút xíu thôi là đã có mấy trăm miligram rồi. Chúng ta chỉ cần 1.000 thôi. Đó. Nên uống chút xíu sữa, ăn chút xíu hạt, hoặc là ăn dưa ua, hoặc là ăn chút xíu cheese. Quý vị đã có đủ canxi rồi. Quý vị thấy không? Rất là đơn giản ở cái bảng này. Và cái quan trọng thứ hai là khi mà chúng ta biết về canxi như vậy rồi, thì cái thứ hai nữa là cái vitamin D. Thì vitamin D, quý vị có biết không? 42% dân số Hoa Kỳ thiếu vitamin D. Nói cách khác là cứ 5 người Mỹ là có 2 người thiếu vitamin D. Nó có một cái nghiên cứu ở đầu đại dịch COVID-19, trong đó có nhấn mạnh tầm quan trọng của vitamin D và hệ miễn dịch. Quý vị nghe tôi nói nhiều về COVID-19 chắc còn nhớ bài nói chuyện của tôi phân tích về vitamin D thấp và COVID-19 cái rủi ro nhập viện cao hơn. Thì càng về sau, những cái nghiên cứu đều chứng minh rằng vitamin D rất là quan trọng trong hệ miễn dịch. Và một trong những cái lý do tại sao Hoa Kỳ có nhiều người tử vong về COVID-19 là ở đây. 42% dân số thiếu vitamin D. Quý vị cứ tưởng tượng dân số Hoa Kỳ, thật sự cái vấn đề chính của bác sĩ Hoa Kỳ như chúng tôi là chúng tôi chữa người dân Hoa Kỳ là một trong những người dân mà có thể nói là không có khỏe mạnh nhất trên thế giới. 70-80% dân số bị cao huyết áp, tiểu đường, 40 mấy phần trăm thừa gọi là obese là béo phì và 60 mấy phần trăm thừa cân.
và cộng thêm 42% thiếu vitamin D. Quý vị cứ tưởng tượng là tất cả những cái này làm hệ miễn dịch yếu như thế nào và dẫn tới con số tử vong vì COVID-19 góp phần tăng cao lên. Thì quý vị sau các bạn nói chuyện này nhớ là kiểm tra vitamin D level của mình, nhất là đi gặp bác sĩ. Hôm nọ thì tôi có gặp một cái bệnh nhân, không phải bệnh nhân mà chỉ là một cái người quen đi xuống quận Cam thôi. Thì bác đó nói cảm ơn tôi. Tôi không biết cảm ơn về chuyện gì thì bác đó mới nói là nhờ cái bạn nói chuyện của tôi thì bác đó mới đi kiểm tra cái nồng độ vitamin D của mình. Và bác đó mới biết là nồng độ chỉ có 8 thôi. 8, con số 8 là cực kỳ thấp. Rồi sau đó mới đi chụp loãng xương mới biết là bác nó thêm bị loãng xương nữa. Rồi bác nó lập tức uống vitamin, lập tức tập thể dục. Bây giờ thì xương đã không còn loãng nữa, xương chỉ còn yếu thôi. Và vitamin D level nó cao như thế này. Và bác nói bây giờ bác thấy khỏe hơn rất nhiều. Thời gian đó không biết tại sao bác bị yếu, thấy như là người mệt mỏi. Và đó chỉ là một cái bằng chứng rất là đơn giản là quý vị. Khi mà quý vị gặp bác sĩ gia đình, quý vị hỏi về vitamin D và hỏi về canxi. Tại vì đây là những cái kiến thức rất là cơ bản mà bất kỳ bác sĩ gia đình nào cũng sẽ hướng dẫn cho quý vị và chỉ cho quý vị cái cách mà chúng ta dùng. Như vậy, thức ăn nào thì giàu vitamin D? Tôi có để sẵn đây cho quý vị 10 cái loại đồ ăn mà giàu vitamin D quý vị có thể ăn tự nhiên. Thứ nhất là cá, trong đó đặc biệt là salmon. Quý vị ăn sushi đúng không? Salmon còn có omega 3 làm đẹp da nữa, quý vị nhớ không? Cái điều đó nó hơi mắc thôi nhưng mà không sao. Thật sự mà nói, salmon là một trong những cái thức ăn mà tôi, cá nhân tôi khá là thích, tại vì nó vừa béo vừa ngon mà vừa bổ nữa. Chỉ có điều hôm nào chúng ta sẽ nói kỹ hơn về salmon nuôi và salmon bắt ngoài tự nhiên, tại vì hai cái khác nhau. Nhìn chung là cá salmon mà bắt ngoài tự nhiên lại tốt hơn là cá salmon mà nuôi. Và phần lớn những cái đồ ăn mà chúng ta thấy chúng ta có salmon thật sự là cá salmon nuôi, chứ không phải là cá ngoài tự nhiên. Mà thật ra bây giờ phần lớn cá chúng ta ăn trên đời này đa số là cá chúng ta nuôi. Ví dụ như cá ba sa hoặc những cá khác chúng ta nuôi nhiều hơn, tại vì chúng ta muốn nó mau lên cân, cũng giống như chúng ta thịt gà như vậy. Thì nếu được quý vị ăn cá salmon bắt tự nhiên, hỏi bắt tự nhiên như thế nào thì tôi không biết. Có người rủ tôi đi bắt tự nhiên, đi câu một vài lần, tôi thấy câu cá salmon hay nhưng mà cực quá. Để được một con cá salmon mà câu dính, quý vị không, cực khổ lắm. Thành ra nó không dễ dàng để bắt cá ngoài tự nhiên. Nhưng mà nó tóm lại cá salmon quý vị nha. Cái món thứ hai mà nhiều vitamin D mà tôi rất là thích, gần như ăn mỗi tuần, là ăn nấm. Quý vị nhớ, nấm là một trong những cái thực phẩm mà vừa giàu vitamin mà vừa có những cái chất khác chống lão hóa rất là tốt. Thành ra với người lớn tuổi, tôi khuyên là quý vị nên ăn đồ ăn salad có nấm tươi như thế này, tại vì nó tăng cường vitamin D của quý vị. Một điểm quan trọng khác nữa là vitamin D cần để chúng ta tổng hợp, chúng ta đưa canxi vào. Thì nó cách khác, vitamin D và canxi giống như là vợ chồng vậy đó. Quý vị cần hai đứa này đi chung với nhau, hoặc là người yêu cũng được, hai đứa này đi chung đang trong giai đoạn yêu nhau. Quý vị một đứa bắt nó vô thì cần phải có đứa khác. Cái thứ ba là quý vị nhớ là quý vị lấy sữa thì có vừa có canxi vừa có vitamin D. Và những cái chất khác, đậu hũ quý vị biết không? Tofu cũng có vitamin D trong đó. Và yogurt là dễ ua và cereal, những cái thứ này và những cái chất khác mà có mấy cuốn, và thịt heo. Một điểm quan trọng là thịt heo là một trong những thịt mà tôi có nói mỡ heo có tốt cho sức khỏe không, quý vị nghe lại các bạn phân tích đó. Thực ra dinh dưỡng của thịt heo thật sự mà nói không phải là tệ. Nhiều người chúng ta cứ nghĩ xấu về heo, thật sự heo không có xấu như vậy. Trong đó có vitamin D, quý vị thấy không, khá là tốt trong thịt heo. Và cuối cùng là trứng. Thì quý vị thấy rồi, những cái đồ ăn mà quý vị có thể ăn với người lớn tuổi hàng ngày là đơn giản nhất là ăn cá, ăn nấm, uống sữa, ăn dưa ua. Và nếu được ăn chút xíu thịt heo và chúng ta cân bằng với những cái dinh dưỡng rau cải khác. Thì đó là vitamin D. Bây giờ, cái cuối cùng là protein. Quý vị có tưởng tượng nhiều quý vị lớn tuổi tại Hoa Kỳ này bị thiếu protein. Chúng ta không nghĩ ra chuyện đó đúng không? Chúng ta nghĩ là oh my god, tại sao bên này đồ ăn nhiều quá như vậy, làm gì có chuyện mà thiếu protein.
Nhưng mà câu trả lời là có, là tại sao? Tại vì nhiều quý vị chọn ăn chay, chọn ăn theo cái hướng mà hơi ăn kiêng. Thật sự ăn chay nếu mà ăn đúng vẫn có rất là nhiều protein quý vị nha. Thành ra cái cách mà quý vị làm là ăn cân bằng. Quý vị có thể ăn tofu, quý vị sẽ ăn nhiều thứ, ăn trứng trong đó. Có nhiều cách để chúng ta cải thiện protein. Tại vì protein là cái quan trọng gần như cực kỳ mà người lớn tuổi đôi khi chúng ta quên. Chúng ta chỉ nhớ ăn thì protein có trong đâu, và nhắc lại một nửa cho thịt rất là nhiều, cá rất là nhiều, thịt bò, trong đậu hũ. Thì đó là những cái quan trọng nhất. Quý vị nhớ là protein là có trong rất là nhiều thức ăn hàng ngày chúng ta. Thịt, cá là hai cái món chính quý vị thấy được. Thì đây là ba cái điểm chính là protein, canxi và vitamin D. Thì đây là ba cái đồ ăn có thể nói là cực kỳ quan trọng. À, tôi có để một số link ở đây cho quý vị thấy, và những cái nghiên cứu cho quý vị nào thích coi nghiên cứu như tôi. Nhưng mà đây là những cái bằng chứng cho thấy rằng là ăn ba cái chất mà tôi nói lúc nãy giảm rủi ro bị loãng xương rất là nhiều. Và trước khi mà chúng ta chữa loãng xương, chúng ta phải nhớ là chúng ta tìm cách chúng ta ngăn ngừa loãng xương xảy ra, và chúng ta tìm cách chúng ta bảo vệ cái xương chúng ta chắc, thì bằng cách đó xương chúng ta không có bị vỡ khi mà chúng ta vô tình chúng ta đụng vào nhau, chúng ta té. Quý vị biết không, là khi mà chúng ta lớn tuổi chúng ta chắc chắn sẽ có những cái chấn thương nhẹ. Tôi nói ví dụ mở cửa ra đụng vô đây, hoặc là chúng ta đi xuống cầu thang chúng ta đụng cái này cái nọ, hoặc là chúng ta vô tình đụng vào nhau. Những cái đó nếu mà xương chúng ta không có chắc, chúng ta sẽ vỡ giống như là xương thủy tinh như vậy. Thì ba cái chất mà chúng ta nói ngày hôm nay, hy vọng quý vị nhớ và kiểm tra, đó là vitamin D, canxi và protein quý vị nhé. Thì đây là ba cái điểm quan trọng quý vị coi thức ăn dinh dưỡng ông bà cha mẹ của mình, để chúng ta ngăn ngừa xương loãng, ngăn ngừa xương yếu, ngăn ngừa khớp, ngăn ngừa những cái bệnh. Bây giờ phần còn lại tôi sẽ dùng thời gian để trả lời câu hỏi của quý vị trong Ask Dr. Win, và tôi sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi quý vị ở đây luôn. Thì hôm nay chúng ta tuy rằng không nói về Covid-19, nhưng quý vị có thể hỏi Covid-19 không sao hết. Tôi vẫn nhớ về Covid-19 và vẫn nói chuyện về Covid-19. Rồi quý vị, để tôi sẽ bắt đầu câu hỏi. Quý vị nghe rõ không ạ? Trên Facebook có ok bữa nay không? Facebook có bị lạc lối không? Lạc lõng không? À, có một cái tin vui này tôi muốn chia sẻ với quý vị, là sách màu nhạt ngắn của tôi đã nằm trong top 25 những cái truyện ngắn tản văn trên Tiki, là một trong những cái trang web mà chuyên bán về sách. Thì quý vị có thể xem những cái đánh giá, là cũng khá là nhiều đánh giá, và đa số là cho 5 sao hết, có nghĩa là viết ok. Quý vị thấy là khách hàng họ mua rồi họ đánh giá, nhưng mà nằm trong 25 trong top 1.000 truyện ngắn tặng văn ở đây. Thì hy vọng là quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ mua cuốn sách, và sắp tới đây sách sẽ có mặt tại Hoa Kỳ, châu Âu và nhiều nước khác nữa. Quý vị ở Việt Nam có thể mua một lần 4 cuốn của tôi nha. Và những cuốn sắp tới đây thì sẽ là một cuốn về y khoa. Tôi sẽ cố gắng đưa một cuốn truyện ngắn hay là văn, rồi sau đó chúng ta xen kẽ một sách y khoa để cho quý vị bớt chán nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ở câu hỏi 1.121. Tôi cũng không ngờ là quý vị và chúng ta đi khá là nhiều 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 câu hỏi quý vị nhớ nhé. Cái cách duy nhất quý vị có thể đặt câu hỏi và trả lời để tôi trả lời là quý vị vào trong cái Dr. Winter Club, là fan club của tôi, có gần 20.000 thành viên trong đó. Trong đó quý vị đặt câu hỏi theo số thứ tự. Hiện nay chúng ta ở số thứ tự 1.277 quý vị nhé. Và bữa nay tôi đang trả lời câu hỏi 1.121, có nghĩa là tôi vẫn còn mấy trăm câu hỏi chưa trả lời. Mong quý vị thông cảm, nhưng mà tôi sẽ cố gắng, bữa nay chúng ta sẽ cố gắng trả lời tới 1.140. Rồi quý vị cứ đặt câu hỏi đây, những cái bạn trong Dr. Winton Team sẽ cố gắng lấy câu hỏi quý vị để tôi trả lời quý vị nhé. Một ngàn một trăm hai mốt, bác sĩ cho em hỏi, em có ý định mang thai thì trước và trong quá trình mang thai chồng em có cần uống vitamin
hay những loại thực phẩm chức năng nào để tốt cho quá trình đậu thai và tốt cho em bé trong mang thai. Đây là em và chồng em. Thì thường với phụ nữ, quý vị nên uống những cái chất gọi là prenatal vitamin. Đơn giản là tại vì khi mà đứa bé trong cái quá trình phát triển, nhất là phát triển về thần kinh, cần rất là nhiều vitamin. Có một vitamin đặc biệt là folic acid. Thì đây là cái chất, nếu mà người phụ nữ thiếu cái chất này, khiến những cái dị tật về ống thần kinh hoặc là bé phát triển sẽ có những cái khiếm khuyết. Vì lý do này, tất cả những người phụ nữ sắp mang thai và đang mang thai đều được khuyên uống prenatal vitamin, có nghĩa là uống vitamin trong trước và trong lúc có thai. Còn đàn ông thì thật sự không cần, tại vì thực sự chúng ta chỉ cần đưa cái DNA thôi. Nhưng mà đàn ông, quý vị nhớ bỏ thuốc lá, quý vị nhớ nếu mà trị COVID-19 nhớ khoan có con, tại vì uống thuốc Monopiravir, quý vị nhớ không? Monopiravir có thể ảnh hưởng tới DNA và tinh trùng. Thành ra quý vị nhớ là nếu mà quý vị đang chữa cho COVID-19 thì đàn ông khoan nên có thai. Với người phụ nữ uống pre-vitamin, với đàn ông nên tập thể dục, bỏ thuốc lá để có chất lượng tinh trùng là tốt nhất. Thì cái chất lượng sinh sản của người đứa con thật ra mà nói phụ thuộc rất là nhiều vô người mẹ. Đàn ông chúng tôi chỉ góp vốn chút xíu thôi, nhưng mà cái công ty này thành lập phần lớn là tài sản cũng giống như là cổ phiếu là từ người mẹ. Chủ tịch hội đồng quản trị chắc chắn là người mẹ rồi. Đàn ông chỉ có là cái chức là giống như thư ký thôi, nhưng mà nhờ cái chút xíu gene đó mà chúng ta có đứa bé ra đời. Thì đó là câu trả lời của tôi về 1021 quý vị nha. 1122 bác sĩ cho em hỏi là em có xem một số video clip hay một số sách có nói đến axit và kiềm là nguyên nhân gốc của mọi bệnh tật và đưa ra cách giải quyết bằng việc ăn thô, có nghĩa là chỉ có ăn hoa quả và rau củ. Họ còn nói là con người là loại vật ăn hoa quả chứ không phải là ăn thịt, nên nếu con người ăn thịt thì sẽ không tốt cho sức khỏe. Em cũng đọc qua một cuốn sách của một bác sĩ người Nhật rất nổi tiếng, cũng khuyên chỉ nên ăn rau củ quả thôi và không nên ăn thịt. Em không biết là những cái đây là có những cái cơ sở khoa học hay nghiên cứu về những vấn đề này chưa và được công bố rộng rãi trên thế giới như thế nào. Thưa quý vị, cái câu hỏi mà axit và kiềm là nguồn gốc của bệnh tật là rất là nhiều, và đây là một trong những cái vấn đề mà chúng tôi cố gắng giải thích rất là nhiều. Thật sự đây là phân nửa khoa học. Phân nửa khoa học là gì? Nó không hoàn toàn khoa học, nhưng mà nó cũng không hoàn toàn sai. Có nhiều câu chuyện họ lấy cái phân nửa đó ra để họ giải thích, họ dụ dỗ rồi họ bán sản phẩm. Thường là những cái người này cuối cùng họ bán cái gì đó, ví dụ như bán máy kiềm, máy bán nước kiềm hay bán cái gì đó, hoặc là họ dùng cái cách nào để tạo cái sự lo lắng cho quý vị. Thật sự khoa học ngày hôm nay thì chứng minh những cái này là không đúng. Còn cái trang web mà quý vị nói bác sĩ nổi tiếng người Nhật đó, thì thậm chí tôi có rất là nhiều bạn là bác sĩ người Nhật, họ nói ông này thật sự không phải nổi tiếng như vậy. Nhưng cái quan trọng hơn, quý vị đọc những cái cuốn sách gần đây phản biện của một số bác sĩ, ví dụ như bác sĩ Phạm Nguyên Quý từ Nhật Bản, thì chỉ thấy là những cái điểm sai chết người của cái cuốn Nhân tố Enzyme. Cái vấn đề là trong khoa học á, bác sĩ như chúng tôi thật sự mà nói, để có thời gian viết phản biện cho những cuốn sách đó mất rất nhiều thời gian. Quý vị phải nhớ là bác sĩ hoặc là những nhà khoa học như chúng tôi là làm full time ở trong bệnh viện hoặc phòng khám, và chúng tôi chỉ còn một số thời gian để tranh luận, để viết, để cãi. Trong khi những người này, những người mà đưa ra những lý thuyết, quý vị coi lại, họ tiếp tục đưa ra những cái lý thuyết khác. Thực sự cái trường phái về dinh dưỡng, nhất là những thức ăn thô, cái đó về khoa học không có sai tí nào. Cái đó thật sự tôi cũng nói rất là nhiều lần trong những cái chế độ về dinh dưỡng, chắc quý vị còn nghe đúng không ạ? Là ăn cân bằng, chúng ta cần phải có ăn rau, củ, quả, những cái thứ đó. Nhưng mà tới cái mức extreme, là tới cái mức mà quá mức giới hạn, là chỉ để ăn cái này để sống hoặc là để chống ung thư, thì cái đó là nó thẳng là lừa đảo. Rất là nhiều case trong y khoa, trong lực khoa luôn, là cái đó nó ra tòa và người ta kiện tới mức đó. Có một cái case rất là đơn giản, chắc về một vài năm này, có một cái vị xưng là tiến sĩ gì đó dùng thực phẩm để chữa ung thư, cuối cùng ông này ở tù đóng $100,000+ tiền phạt. Quý vị Google sẽ thấy nó ở California, tại San Diego này. Nói như vậy để quý vị thấy rằng những cái chuyện này họ đùa, họ nói nhiều, nhưng mà khi Hoa Kỳ qua đây đụng với luật pháp hoặc là những cái case mà liên quan sức khỏe, người ta sẽ kiện tới cùng. Và thường trong những trường hợp đó thì
họ rút lại, họ không có dám nói là cái này là lý do. Cái lý do của bệnh tật á, nguồn gốc hết luôn, nó có nhiều lý do, cũng giống như ung thư vậy, nó sẽ không có một cái con số cụ thể rõ ràng. Và cái vấn đề mà axit về kiềm đó, nó chỉ rất là đơn giản là trong cơ thể chúng ta cái nồng độ pH luôn luôn ổn định ở giữa trong khoảng 7.35. Quý vị cao hơn là kiềm, thấp hơn là axit là quý vị nằm ở ICU rồi. Thành ra khi mà những cái người đó, khi mà họ vào ICU và nói chuyện với bác sĩ ICU là chắc chắn là sẽ bị chửi liền. Và đáng buồn hơn là một số người ủng hộ cho những cái phương pháp này, tới khi vào ICU nằm bệnh thì họ gặp tôi, lúc đó họ mới nhận ra những gì họ nói là sai. Thành ra khi mà chúng ta chưa có nằm ICU, chúng ta chưa có thực sự cận kề, hoặc chúng ta chưa trải qua nhiều thứ, chúng ta dễ suy luận trên giấy tờ. Những cái câu hỏi quý vị đặt ở đây rất là hay, rất là thú vị, và cái trăn trở của tôi là làm sao đưa ra cái phần đúng trong cả hai bên. Tại vì như tôi nói rồi, những cái kiểu nói như thế này nó có một phần sự thật, chứ không phải là nó hoàn toàn sai. Nhưng mà dùng một phần sự thật đó để mà lừa đảo người khác, để mà bán máy lọc nước, hoặc là bán những cái chất bổ, hay là bán thực phẩm chức năng, theo tôi cái đó là không nên. Chúng ta nếu mà nói về học, chúng ta nói 100%, nói những cái đúng, những cái chưa đúng, những cái này là những cái lý thuyết. Và những cái bác sĩ đào tạo bài bản tại Hoa Kỳ thì khi mà nói chuyện với những người ta số, người ta chỉ cười buồn, tại vì thật sự nó không có đúng như vậy. Hy vọng là quý vị nghe, rồi quý vị nghe hai chiều, quý vị thử phân tích những vấn đề đó. Tôi biết là tôi có nhiều anti-fan, là gọi là ghét bác sĩ Quỳnh, tại vì tôi nói đụng chạm nhiều người trong cái trường phái dinh dưỡng, những cái người mà đưa ra những cái này. Với tôi, cái chuyện mà không đồng ý trong khoa học là chuyện bình thường, không sao hết. Cái tôi thích đó là tranh luận khoa học, là đưa những cái bằng chứng, chứ không phải là đọc dịch những cái nghiên cứu rất là sơ lược và dựa vào đó đưa ra những cái kết luận sơ sài. Thì cái đó là cái mà không nên trong y khoa. Chứ còn nói tranh luận mà cãi bạn bạ, tôi sẽ không cãi. Nhưng mà những cái khoa học là những cái mà chúng ta cần phải theo, và chúng ta cần phải dựa vào đó để chúng ta phản biện. Quý vị có thể đọc rất là nhiều cuốn sách phản biện, như là Phản biện nhân tố enzyme một nửa sự thật, quý vị đọc thú vị lắm. Tại vì chúng ta sẽ thấy rằng là chính những người như bác sĩ chuyên khoa chữa ung thư, họ dùng chính những cái khay đó để họ lật ngược lại những khay như thế này, để họ chỉ ra là cái cuốn đó nó sai như thế nào. Cái khó nhất là chúng ta làm sao đưa ra được những cái tranh luận, những kiến thức như vậy cho tất cả mọi người để chúng ta cùng nhau hiểu, thì khó lắm quý vị. Và mỗi ngày như tôi nói, tôi không có thời gian đủ để tôi lên mạng tôi viết bài, giống như là mấy cái người tôi chỉ viết được 1-2 ngày một bài hay như thế nào. Tại vì tôi có cái cuộc sống mà tôi phải chữa bệnh đầy đủ ở đây rồi, phải đi dạy nhiều thứ khác. Hy vọng là quý vị thấy được cái nỗ lực của tôi trong cái việc mà đưa thông tin sự thật. Và ngay từ cái ngày đầu tiên tôi đi vào trường y cho tới bây giờ, ra trường cũng mười mấy năm rồi, tôi chỉ có một cái tôn chỉ duy nhất là bảo vệ bệnh nhân của mình bằng khoa học và sự thật. Và tôi nghĩ là cái đó nó sau bây giờ thay đổi quý vị nha. Bác sĩ tôi là 38 tuổi, ở Việt Nam chụp MRI ra kết quả thoái hóa cột sống lưng. Thì nó có một cái small node ở thân sống L3. Thì thoái hóa nước, rách vòng kềm để điểm. Tôi có đi vật lý trị liệu 1 năm rồi mà cũng không bớt, hiện được tư vấn nắng chỉnh bằng phương pháp chiropractic để nắng chỉnh đốt sống mì lệch. Xin bác sĩ hỏi nếu nắng chỉnh thường xuyên thì cái này nó có quay trở lại hay không? Đó. Thưa quý vị, cái gọi là smoldery node là một trong những cái rất là hay gặp khi mà chúng ta chụp hình. Đó. Có nghĩa là nó cái phần mềm của cái giữa hai cái đốt sống đó, nó đi xuống và nó ép vào cái đốt sống. Thì thường á, là chụp hình quý vị sẽ thấy những cái đó. Và đa số những cái này là nó tùy, có khi nó có triệu chứng, nhưng mà đôi khi nó không có triệu chứng gì. Tùy vào cái vị trí của nó, thường là nằm ở cái phần trên của đốt sống lưng của chúng ta. Thì cái câu trả lời là thứ nhất là đi chiropractor chỉnh lại cái này thì nó có thay đổi như cái này không? Câu trả lời là không. Sẵn tiện ở đây để tôi show quý vị xem thử cái gọi là cái small node là gì ha. Tại cái này cũng thú vị lắm. Thì small node để tôi gọi này.
Thì quý vị thấy đây nha, là nó những cái đốt mà chúng ta có thấy ở trên cái MRI thường như vậy, nó sẽ thể hiện lên như thế này. Quý vị thấy hình bên này không? Hình như thế này. À, ở bên đây nè. Đây nó nằm ở đây, nằm ở đây. Giống như là một cái vết lõm đi vào bên trong những cái đốt sống lưng của chúng ta, mà thường là nó sẽ không có những cái vấn đề gì lâm sàng. Đôi khi nếu mà cái vết lõm nó bự quá thì nó dẫn đến đây, một cái đơn giản cái hình để quý vị thấy không, thấy rõ không, thì cái small nose nó nằm ở đây, nó đi vào thì từ cái phần đĩa mềm và nó khiếm khuyết vào bên trong cái đốt sống lưng của chúng ta, thì cái đó là gọi là như vậy. Thì cái disc là cái disc bình thường, còn cái disc mà nó có cái đĩa, có cái điểm gọi là small nose này thì nằm ở đây. Thì cái này thỉnh thoảng trong MRI khi mà tôi gửi bệnh nhân đi chụp hình, tại vì chuyên khoa của tôi là xương khớp, tôi vẫn thấy cái này. Và đa số bệnh nhân là không có triệu chứng gì hết. Thành ra cái cách chữa quý vị trong những trường hợp này vẫn là chữa tập bằng vật lý trị liệu. Thì chiropractic nó sẽ không thay đổi những cái này, nó những cái đốt này như vậy. Và chiropractic là nắn chỉnh xương tại Hoa Kỳ cũng có thể là một cái cách trị liệu tốt nếu quý vị đến gặp đúng người và quý vị làm đúng. Nhưng quý vị phải nhớ là nếu quý vị cảm thấy đau hơn sau khi nắn chỉnh, quý vị cần phải đi tìm lý do tại sao. Có một số trường hợp quý vị cứ đi nắn chỉnh hoài trong khi quý vị không biết cái chuyện đó là gì. Có một câu chuyện quý vị Google sẽ thấy, đó là một cái case một bệnh nhân bị ung thư di căn lên tới xương, nhưng mà cái bác này đi nắn chỉnh xương hoài mà vẫn không hết, dĩ nhiên là không hết rồi. Tại vì cái khối u đó nó di căn và cuối cùng bác nó chết và gia đình kiện cái ông chiropractor đó. Quý vị có thể Google cái case đó. Nói như vậy để quý vị xem là quý vị cần phải, nếu mà đau mà không hết, quý vị cần phải chụp hình, cần phải theo dõi kỹ hơn, chứ không đơn giản là cứ nắn chỉnh xương hoài quý vị nha. Và bây giờ chúng ta đi vô cái câu hỏi số 1124 quý vị nhé. Thưa bác sĩ, tôi là nam 31 tuổi, béo phì, BMI 33, bị ngoại tâm thu thất, gan nhiễm mỡ trung bình, tăng acid uric, tăng triglyceride. Xin bác sĩ hướng dẫn lối sống và dinh dưỡng như thế nào? Hiện nay là em đang uống beta blocker 25 mg, ngày uống nửa viên, và uống atorvastatin sáng một viên, chiều một viên. Như vậy bệnh nhân này bị thừa cân, bị phải nói chính xác là béo phì, có nghĩa là cái chỉ số BMI là trên 30. Rồi sau đó bệnh nhân này bị cao uric acid, tăng cái rủi ro bị bệnh gút, và bệnh nhân này cũng bị cao mỡ triglyceride. Nói tóm lại là nên làm gì bây giờ? Một trong những cái điểm đầu tiên nhất để quý vị thay đổi cái lối sống là có hai thứ quý vị cần phải thay đổi cùng một lượt nha. Tại quý vị thay đổi một thứ xong thay đổi, đó là chế độ ăn uống và tập thể dục. Nhưng quý vị hỏi tôi là cái nào giảm cân tốt hơn? Xin thưa, hai cái làm chung với nhau mới giảm cân tốt hơn. Chế độ ăn uống quý vị nên thay đổi bằng cách nào? Quý vị ăn mỗi bữa chút xíu thôi, chia ra nhiều buổi trong ngày. Tại vì cái thói quen của chúng ta là khi chúng ta ăn ít như vậy, cái bao tử từ từ nó teo lại. Quý vị nhớ là quý vị ăn một lần nhiều, cái bao tử quý vị rộng ra, quý vị có thói quen là chính mình nó rộng như vậy, thành ra quý vị phải ăn nhiều mới có cảm giác no. Mà chính vì ăn nhiều mới có cảm giác no, thành ra cứ chúng ta cứ từ từ mập mập mập, tại vì chúng ta ăn thêm rồi bao tử tích trữ rồi cứ đưa xuống năng lượng, cuối cùng chúng ta thừa cân. Chúng ta tập ăn ít lại thì mỗi lần ăn như vậy, bao tử đồ ăn sẽ đi thẳng vô ruột, nó không có giữ lại nhiều. Và theo thời gian bao tử chúng ta sẽ nhỏ nhỏ lại. Và đó là đầu tiên, là chia ra nhiều buổi trong ngày, ăn mỗi lần chút xíu. Thì trong cái chút xíu đó quý vị nhớ chia ra phân nửa là rau cải và những cái chất xơ, 1/4 là carbohydrate là những cái chất tinh bột, và cuối cùng 1/4 mới tới mỡ hay là những cái chất khác. Và bằng cách đó mà chúng ta ăn hạt, chúng ta ăn nhiều cái loại đồ ăn khác nhau. Thì đó là cái cơ bản. Về tập thể dục, quý vị cần phải bắt đầu tập ít nhất 3 lần mỗi tuần và ít nhất 15 phút mỗi ngày để chúng ta có những cái thay đổi đầu tiên về cơ thể. Quý vị tập, quý vị thấy ra mồ hôi, quý vị tập, quý vị cảm thấy như là tim đập nhanh lên, quý vị cần phải kiên nhẫn. Thì đó là cái liệu trình thường là với những bệnh nhân béo phì của tôi chữa đau khớp, là tôi bắt buộc họ phải làm như vậy. Và 3 tháng sau nó sẽ giảm cân. Quý vị sẽ giảm cân từ từ chứ không phải là giảm cân một lượt giống như là đi xuống như thế này, cái đó không nên.
quý vị giảm từ 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 mà sức khỏe quý vị tăng lên, thì đó là cái thường là cái liệu trình mà tôi khuyên như vậy. Khi mà quý vị thay đổi chế độ ăn uống như vậy, quý vị nhớ uống nước, nhớ đi ngủ đủ theo các chế độ đó, thì khoảng chừng 6 tháng quý vị sẽ thấy là cơ thể mình giảm khá nhiều, và từ 1 năm trở đi quý vị sẽ thấy rằng oh my god, nó thay đổi hơn nhiều. Tôi có nhiều bệnh nhân anh nói thẳng là chữa viêm khớp, chữa đau lưng hoàn toàn dứt từ những cái cách mà rất là đơn giản như vậy. Còn nếu mà ăn như thế mà vẫn không hết, hôm nào chúng ta sẽ nói về intermittent fasting, là nhịn đói ngắt quãng để giảm cân, thì đó là một cái chủ đề khác thú vị. Nó có những cái khoa học mà quý vị cần phải theo dõi, làm đúng cái hướng dẫn đó để mà có cái hiệu quả tốt nhất quý vị nha. Rồi, câu hỏi 1125. Bác sĩ, bệnh nhân nữ 15 tuổi bị ảnh hưởng bại não, chân không tự đi được, tay cử động không linh hoạt. Nói chuyện khó khăn trí não chừng em bé khoảng chừng 5 tuổi. Cho phép được hỏi là bệnh nhân có cơ hội nào để tự đi được không? Phải phiền tới gia đình mỗi khi đến vệ sinh cá nhân không ạ? Gia đình bệnh nhân thì có điều kiện để đưa qua các nước phát triển khác. Thưa quý vị, bệnh bại não là một trong những bệnh mà gây ra nhiều áp lực với người thân, với gia đình và cả bệnh nhân nữa, nhưng một phần lớn là với người thân. Thì bại não là não của cái đứa bé đó không có phát triển tương xứng, như trong trường hợp này một đứa 15 tuổi mà chỉ có một vài tuổi thôi, thậm chí tiêu tiểu cũng không có biết được, và không có nói chuyện được, không có giao tiếp được, không có tự lo cho mình được. Thì những cái bệnh bại não nghiên cứu chỉ ra rằng cái cách mà chúng ta chữa là chữa càng sớm càng tốt, là ngay khi ở cái điểm 4 5 tuổi, và khi mà chúng ta thấy trí não bé không có bình thường thì chúng ta bắt đầu gửi đi những cái trung tâm trị liệu, những trung tâm tập phản xạ, hoặc là những trung tâm để mà dạy cho bé phản ứng những cái cơ bản. Thì ở 15 tuổi chúng ta vẫn có thể theo đuổi những cái cách trị liệu như vậy, nhưng mà cái hiệu quả để thay đổi nó giảm đi rất nhiều. Và ở đâu cũng vậy, đây là một trong những bệnh rất là khó khăn để chữa. Như tôi nói, cái vấn đề của bại não không phải là chúng ta thiếu tiền, cũng phải là cái nước tiên tiến hay không, mà tại vì ngay khi bé bắt đầu đi vào cái giai đoạn phát triển thì có nhiều lý do, hoặc là bé bị kẹt lúc sanh khiến cho não, một phần não chết, hoặc là những cái thay đổi về gene bé lúc phát triển đó thì não không có phát triển bình thường, hoặc là những cái bệnh nặng hơn, hoặc là bệnh liên quan tới tự kỷ, bệnh tăng động và nhiều thứ khác khiến cho bé không có phát triển bình thường như một đứa bé khác. Thì như tôi nói lúc nãy, quý vị thấy con em mình ở cái giai đoạn phát triển đầu tiên mà nó khác thường hơn, thì chúng ta nên can thiệp liền, chúng ta nên cho gặp chuyên viên trị liệu càng sớm càng tốt. Cái ngành trị liệu như tôi nói nhiều lần là cái ngành đang rất là thiếu bên Việt Nam, nhất là những cái trị liệu trẻ em, trị liệu ngữ âm, trị liệu bại não là càng khó hơn. Thực sự tại Hoa Kỳ này, tại Los Angeles này là nơi có thể nói là tiên tiến về y khoa của Mỹ nha, mà còn vất vả với những cái đó, thì tôi có thể khẳng định là đây là rất là vất vả bên bên Việt Nam. Câu hỏi 1126, bác sĩ ơi, bệnh nhân nam 22 tuổi, cao 1m75, nặng 85 kg, khám bệnh ở bệnh viện Đại học Y Dược. Thì bác sĩ bị chẩn đoán là dystonia Ridekem ở cánh tay phải và chỉ định là chích Botox. Thì mất tiêu rồi. Bác sĩ chỉ định là phải chích Botox là 4 cho tới 6 tháng một lần. Thì tác dụng phụ của Botox thường là tăng huyết áp, bình thường sau khi chích tăng lên. Bác sĩ ở bệnh viện bảo rằng tác dụng phụ như vậy là bình thường và đây cũng là cách điều trị tốt nhất. Nếu muốn làm các công việc cần độ tỉ mỉ như cầm viết hay cầm đũa thì chắc là sẽ phải chích suốt đời. Thì xin hỏi bác sĩ là cái bệnh này có phải là dùng như vậy hay không? Mà cái bệnh này có phải là mình có thể chích suốt đời hay không? Thưa quý vị, cái bệnh dystonia là cái cơ chúng ta rung, chúng ta giật và cứ lặp đi lặp lại và như vậy, và chính vì nó cái tay nó rung như vậy, giống như cái người như thế này, khiến cho cái tay chúng ta khó viết. Với một số người bệnh Parkinson, cái rung đó là rung khác, nhưng mà cái chữ dystonia nó đơn giản là cái tay chúng ta nó bị rung như vậy.
Thì cái Rizocam là một trong những cái loại mà rung cái ngón tay hoặc là rung bàn tay. Thì đây là một trong những bệnh liên quan về vận động thần kinh của hệ thần kinh của chúng ta. Thì trong những trường hợp này, não chúng ta gửi cái thông tin sai tới cái cơ ở cái vùng đó, khiến cho cơ cái vùng đó nó bị co giật và không có hoạt động giống như là chúng ta muốn. Thì thường cái cách chữa giống như quý vị ở đây cũng biết là chích vô Botox để thư giãn, làm cho cái cơ nó không có bị rung nữa. Thì thường đây là một trong những cái cách chữa trị mà có thể nói là lâu dài tại đây. Nhưng có một cách khác mà không biết quý vị có thử hay không, đó là vật lý trị liệu và chức năng trị liệu, tiếng Anh là Physical Therapy, Occupational Therapy. Một lần nữa tôi nhắc lại, đây là một trong những cái ngành mà có thể nói là còn khá là mới bên Việt Nam. Thì tại sao chúng ta tập trị liệu trong trường hợp này? Là chúng ta tập cho não chúng ta gửi cái tín hiệu đúng tới cái bàn tay của chúng ta. Cũng giống như là, tôi ví dụ thôi, hồi xưa lúc mà tôi học võ, tôi bị gãy tay, gãy cái xương tay như thế này. Và một thời gian dài, nhưng tôi giấu nhà, tôi không ai biết hết, đi học gì. Tôi phải tập viết tay trái, tôi ăn tay trái. Và thực sự quý vị biết rằng, cái đó nhiều khi chúng ta nghĩ là chúng ta làm không được. Nhưng mà cuối cùng quý vị biết không, tôi viết được tay trái và bây giờ tôi có thể làm được. Và sau này chuyển qua tay phải nó lành rồi. Từ cái bài học tôi nhận ra là cái não chúng ta, nếu mà chúng ta tập á, chúng ta phải làm rất là nhiều thứ mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không làm được. Thì cụ thể nhất là vẽ bằng tay trái, viết bằng tay trái, ăn uống bằng tay, làm mọi thứ. Và trong một thời gian dài, tôi từ tay phải chuyển qua thuận tay trái, rồi sau này tôi chuyển qua tay phải. Và cái việc làm được hai tay sau này giúp tôi rất là nhiều trong cái việc mổ. Tại vì quý vị mổ hay là làm những cái thủ thuật, những cái tiểu phẫu, cái việc mà cột dây ở hai cái tay bắt chéo với nhau, nhất là ở những cái vị trí ngược với nhau, chúng ta làm như thế này chúng ta cột, hoặc là chúng ta làm như thế này, rất là quan trọng với một cái bác sĩ. Thành ra não chúng ta tập gọi là amazing để có thể tập được những cái động tác đó. Thì với cái trường hợp này, quý vị tập vật lý trị liệu, tập chức năng trị liệu để cái tay chúng ta có thể phục hồi bớt rung lại. Thì bằng cách đó chúng ta hạn chế chích Botox. Đúng là chích Botox là một trong những cách giải pháp có thể là ngắn hạn, nhưng mà theo tôi thì không nên là lâu dài, mà cái tập chính là tập dùng trị liệu. Rồi những cái thuốc khác, nó ví dụ như là những cái thuốc về anticholinergic, những cái thuốc mà làm cho cơ bắp chúng ta giảm cái tín hiệu nhận từ não chẳng hạn, thì những cái trị liệu này bây giờ chúng ta có khá nhiều. Quý vị có thể nói bác sĩ chuyên khoa về thần kinh hoặc bác sĩ chuyên khoa về xương khớp để chữa bệnh những cái bệnh này, quý vị nhé. Bác sĩ ơi, 1127, em là người rất thích tìm tòi và học thêm những cái mới ngoài chuyên ngành của mình. Em tự hỏi là khi bác sĩ chuyển từ nghề kiến trúc sang ngành y, hai ngành dường như là không liên quan với nhau, và sau đó thành lập việc MD và kinh doanh phòng khám, thì các kiến thức về kinh doanh quản lý chắc chắn sẽ không phải là những cái sở trường, nhưng mà bác sĩ vẫn làm tốt, nên em hỏi là những cái phương pháp nào bác sĩ có để tự học. Thưa quý vị, cái câu hỏi này tôi đánh giá là rất là hay, tại vì đây là một trong những cái câu hỏi mà rất là nhiều, có thể là đàn em của tôi. Ở mỗi nơi tôi đi trên thế giới này, tôi nói ví dụ qua Boston, hoặc là đi tới London, hoặc là Việt Nam, thì rất là nhiều đồng nghiệp đàn em của tôi hỏi là làm sao anh có thể kinh doanh, nói thẳng là kiếm tiền, nói chuyện với bảo hiểm, làm sao anh có thể quản lý, trong khi những cái này là những cái không phải là trong cái ngành y. Thì ngắn gọn như thế này, chứ thật sự cái chủ đề này tôi nó dài lắm. Có một cái tôi muốn chia sẻ với quý bạn ở đây, nếu là bạn trẻ, đó là quý vị, các bạn phải thay đổi cái tư duy của mình. Tiếng Anh gọi là mindset. Cái tư duy là như thế nào? Cái tư duy thật sự nó áp dụng cho tất cả mọi vấn đề, từ vấn đề y khoa cho tới vấn đề kinh doanh, cho bất vấn đề cái nào mà có thể là không áp dụng trong tình cảm được nha. Tôi nói những cái bài học của tôi mà chia sẻ với quý vị, cái gì cũng áp dụng được ngoại trừ tình cảm, tại tôi biết chắc các cái đó là không áp dụng được. Thì cái tư duy để đổi ngành và làm như vậy, nó đều áp dụng được hết. Tôi ví dụ trong kiến trúc sư, khi mà chúng ta có vấn đề, chúng ta phải nhận ra cái vấn đề của cái nhà đó là như thế nào. Khi mà tôi thiết kế một cái mảnh đất thì khách hàng yêu cầu là phải thiết kế như thế này theo cái tiêu chuẩn này, nhưng mà
khách hàng lại muốn nằm trong cái budget, là trong cái số tiền đó. Nói cách khác là cái vấn đề để làm sao thiết kế được như vậy mà vẫn trong cái số tiền nhỏ như vậy, vẫn trong cái miếng đất nhỏ như vậy, mà phải thỏa mãn hết những cái tiêu chí về coding, về xây dựng của chính phủ. Quý vị thấy nó đơn giản như vậy, nhưng mà thật sự cái tư duy trong vấn đề là gì? Là chúng ta nghĩ, nếu mà chúng ta cứ nghĩ theo những cái lối mòn là ok, là phải làm như thế này, quý vị sẽ bị stuck liền, có nghĩa là sao? Là không có đủ tiền, hoặc là nếu mà làm đúng như cái này thì nó không đẹp, hoặc là nếu mà làm đúng như vậy cuối cùng không có ra cái nhà. Cái tư duy ấy lúc là chúng ta phải tìm ra là gì? Là chúng ta phải tìm ra những cái giải pháp, nó không có nằm trong những cái gì mà chúng ta học. Thì đó là một cái tư duy gọi là think outside the box. Và cái tư duy đó nó giúp cho quý vị đi xa, đi cao và đi rất là sâu trong cái chuyên khoa của mình. Dù khi mà tôi mổ, tôi chữa một cái ca ở đây, những ca bệnh từ miệng, nó có những cái khó khăn mà nếu mà chúng ta chỉ áp dụng những cái lối mòn, những cái sách vở, chúng ta sẽ không bao giờ tìm được cái lý do, tìm được cái cách mà chúng ta chữa bệnh nhân được. Thì cái câu chuyện về kiến trúc đó áp dụng trong y khoa cũng giống như vậy. Chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ outside the box. Thì đó là tôi nói cho quý vị chỉ có một cái từ là tư duy thôi. Và để làm sao có cái tư duy này thì đó là một cái chủ đề khác quý vị nhé. Nhưng mà tôi sẵn sàng ngồi nói chuyện với những cái bạn trẻ nào, nhất là những quý vị nữ hay là nam hay là bất kỳ ai mà có cái đam mê kinh doanh. Có cái đam mê làm phòng khám để mà chữa bệnh. Tại vì cái mục tiêu của tôi nó chỉ đơn giản là bệnh nhân, chữa bệnh nhân thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có một cái cơ sở ổn định, chúng ta không có một cái đội ngũ y bác sĩ tốt, thì chúng ta khó mà chữa bệnh nhân tốt được. Thì đó là cái nguyên tắc của tôi khi mà tôi làm kinh doanh, là tạo ra một cái team để chúng ta có những cái tốt nhất để phục vụ cho bệnh nhân của mình. Và trong y khoa thật sự quý vị chỉ cần đặt bệnh nhân lên làm đầu thôi, là cái gì quý vị cũng có hết, từ tiền bạc cho tới mọi thứ. Tôi nhắc với bác sĩ của tôi, bác sĩ nội trú của tôi, là trong bất kỳ cái tình huống nào luôn luôn đưa bệnh nhân lên, you always win. Tôi khẳng định quý vị cái này. Tại vì sao? Cãi lộn với y tá hoặc là tranh luận cái gì tôi không cần biết nha, tôi luôn luôn đưa bệnh nhân lên. And that's it. Bảo hiểm, cãi bảo hiểm, nói chuyện những cái hãng bảo hiểm, tranh luận lấy thuốc, tôi luôn luôn đưa bệnh nhân tôi ra, đưa cái lợi ích của họ, và thường tôi thắng. Tại vì tôi không có dùng, nói thẳng là không muốn dùng cái kiến thức của mình, nói là tôi là bác sĩ, tôi phải làm như thế này. No, chúng ta không cần phải chứng minh cái đó. Và cái đó là một cái tư duy khác tôi muốn nói với bác sĩ trẻ là gì, là đôi khi chúng ta học nhiều quá, chúng ta tưởng chúng ta giỏi, chúng ta tưởng rằng là chúng ta là giống như là trung tâm thế giới. Tôi thật nhiều khi nghe mấy bạn bác sĩ bên Việt Nam nói chuyện, nhất là mấy bác sĩ trẻ, tôi hơi buồn. Tại vì cái tôi của mấy bạn lớn quá, mấy bạn tưởng mấy bạn giỏi, nhất là mấy bạn vô nội trú, mấy bạn tưởng mấy bạn giỏi nữa. Không đâu, tôi nói quý vị nghe, ở đây tôi là phỏng vấn, tôi gặp biết bao nhiêu người bác sĩ giỏi rồi. Cái tư duy của một bác sĩ giỏi đó không phải là nghĩ mình giỏi. Cái tư duy của một bác sĩ giỏi đơn giản là làm sao giúp bệnh nhân của mình. That's it. Một bác sĩ giỏi, khái niệm đơn giản của tôi là chăm sóc bệnh nhân tốt hơn vậy thôi. Còn mấy cái bằng cấp gì đó, giáo sư, tiến sĩ hay con khỉ gì đó với tôi không có quan trọng bằng cái chất lượng khám. Và tôi nói luôn, kinh doanh đưa bệnh nhân, chăm sóc bệnh nhân lên, you always win. Cái đó là cái mà tôi chia sẻ cái câu hỏi này, mặc dù nó hơi dài tí xíu. Rồi, tiếp tục câu hỏi. Thực sự bữa nay có nhiều câu hỏi thú vị của quý vị ha, rất là nhiều câu hỏi gọi là insight về kinh doanh này nọ. Rồi, bác sĩ ơi, phụ nữ 65 tuổi bị lao màng bụng, hiện nay đang điều trị tại nhà theo đơn thuốc của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, xin bác sĩ có thể giải thích thêm về cái bệnh này. Thưa quý vị, lao màng bụng là một trong những cái bệnh mà liên quan tới bệnh lao, vi khuẩn lao. Thì đây là một cái bệnh nguy hiểm. Là tại sao? Tại vì với những người mà có cái hệ miễn dịch yếu, mà trước khi bắt đầu tôi nhắc lại một lần nữa là Việt Nam là một trong những nước mà đang có bệnh lao rất rất là nhiều. Khi chúng ta đang nói chuyện bây giờ, Việt Nam có khoảng chừng 18 cho tới 30 ngàn người tử vong hàng năm
vì bệnh lao, lao phổi quý vị. Mà nếu như cái con vi khuẩn này nó buồn buồn, nó không ở phổi nữa, nó có thể đi bất kỳ nơi nào trong cơ thể nè. Nó đi lên não, nó đi vào cái dây thần kinh cột sống, và bây giờ nó đi vào cái màng bụng, nó gây ra viêm màng bụng như trường hợp quý vị này ở đây. Thì đấy là một trong những cái có thể nói là khá là nguy hiểm, là tại vì thường thường là nó đi theo cái đường GI, là cái đường mà ăn uống của chúng ta, cũng phải tùy theo những cái đường ví dụ đường máu, nhưng mà tóm lại là nó làm cho cái màng bụng chúng ta bị viêm. Thì thường thường á, trong những trường hợp á, bệnh này có thể nhầm lẫn là ung thư đó. Tại vì quý vị bị cái này á, bụng sẽ phình ra, rồi đôi khi là những cái chất marker ung thư ví dụ như CA125 chẳng hạn, nó sẽ tăng lên. Hôm nào chúng ta sẽ nói về những cái marker, là những cái chỉ dấu của ung thư nha. Nhưng mà nó ngắn gọn bữa nay, quý vị thấy không, là bị nhiễm trùng mà chỉ dấu ung thư vẫn tăng cao mà không có ung thư. Thì chữa bệnh như thế nào? Thì chữa thật sự mà nói nó cũng khó là khó khăn à, nhưng mà nếu mà chúng ta chữa chẩn đoán sớm thì chúng ta chữa được, còn nếu mà chẩn đoán trễ bệnh nhân có thể tử vong. Tại vì thật sự đây là một căn bệnh rất rất là khó chữa. Thì trong trường hợp đó quý vị nhớ là có bác sĩ chuyên khoa về đường nhiễm khuẩn, bác sĩ chuyên khoa về nội khoa, bác sĩ chuyên khoa về đường gan mật. Và cách chữa trị như tôi nói lúc nãy là chúng ta dùng trùng sinh mạnh, mà chúng ta thường phân tích xem là có kháng hoặc là nhạy với các loại trùng sinh nào. Bác sĩ ơi, 1029 cho hỏi về việc dùng statin, là dùng thuốc chữa cao mỡ đó quý vị, cho người sau đột quỵ. Thì sau đột quỵ do tắc nghẽn mạch máu não, mẹ của em 72 tuổi đã kiểm soát được lượng cholesterol rồi, có nghĩa là HDL và LDL cộng như triglyceride trong máu nhờ uống rosuvastatin. Thì cái liều này họ cho giảm dần từ 20 tới 10 cho tới 5. Và nếu như các chỉ số máu và mỡ đã về tới mức bình thường, cộng như chế độ ăn uống và trị liệu mỗi ngày, thì xin hỏi là có ngưng dùng statin được hay không? Vì dùng thuốc dù hiệu quả nhưng gây mệt mỏi rất nhiều. Câu trả lời ngắn gọn là yes, quý vị có thể ngưng được. Nếu, tôi nhắc lại, nếu như những cái điều kiện dưới đây. Đây là một cái câu hỏi mà nhiều bệnh nhân hỏi tôi, và tôi cũng chữa nhiều bệnh nhân như thế này. Nó ngắn gọn là thuốc kháng mỡ là một trong những cái thuốc kháng viêm mà giảm cholesterol. Quý vị nhớ nha, đây cũng là cái thuốc làm trẻ đẹp. Thì thuốc kháng mỡ, thuốc statin đó, ngoài có tác dụng giảm mỡ ra, nó còn có tác dụng nữa là kháng viêm. Lý do tại sao quý vị nhập viện vì trụy tim đó, quý vị bị cho một viên 80mg liền. Ở cái thời điểm đó quý vị nói, trời ơi, tôi uống cái này đâu phải là không phải chữa cao mỡ đâu, mà là chữa viêm xương. Tại vì ở cái thời điểm đó mạch máu chúng ta đang bị viêm, chúng ta bị đột quỵ, chúng ta bị nhồi máu cơ tim, chúng ta cần cái thuốc để mà đưa cái chỉ số viêm xương xuống. Thì sau khi mà chúng ta chữa đột quỵ xong rồi, chúng ta chữa những cái risk, những cái gọi là những cái rủi ro đột quỵ. Và nếu những cái rủi ro này theo thời gian nó giảm dần, quý vị tập thể dục với chế độ ăn uống, thì câu trả lời ngắn gọn vì hoàn toàn có thể ngưng được. Nếu như quý vị thỏa mãn được những tiêu chí là không còn hút thuốc nữa, những cái chỉ số khác ví dụ như là bệnh mạch vành cải thiện, rồi những cái chỉ số khác về tim. Nó tóm lại, đây là những cái trường hợp mà gọi là case by case, là tùy từng trường hợp, nhưng mà hoàn toàn có thể bỏ được. Hoặc ít nhất trong một số trường hợp, tôi có thể cho gọi là drug holidays. Quý vị chắc nghe cái từ này rồi đúng không? Drug holiday là cho ngưng thuốc một thời gian, giống như là chúng ta đi vacation vậy đó. Thường là cho ngưng thuốc 6 tháng coi nó sao. Và nếu như 6 tháng rồi tất cả những cái chỉ số vẫn ok, thì cho ngưng thuốc thêm một vài tháng nữa. Thì đó, nhưng mà quý vị hỏi lên bác sĩ của mình xem là những cái rủi ro về đột quỵ của mình đã cải thiện nhiều hay chưa. Và nếu câu trả lời yes, quý vị có thể ngưng, hoặc là cho drug holiday, cho ngưng một thời gian quý vị nha. Bác sĩ bố năm nay 50 tuổi đã bị hen suyễn hơn 20 năm, hút thuốc 30 gói một năm. Thì trước đó bố em rất là thường xuyên lên cơn xỉn vào giữa đêm, gần sáng là có những giai đoạn nặng là phải dùng thuốc. Máy thở khi dùng là rất là nặng, bởi vì thở xịt vô, nó gọi là nebulizer. Đã thử rất là nhiều lần, từ thuốc Tây tới các phương pháp dân gian như không bóp. 3-4 năm gần đây thì được có một người quen dược sĩ để chích thuốc. Sau mỗi lần chích
thì không có lên cân xuyển nữa. Thì em không biết cái thuốc chích là gì, nhưng mà thấy rất là bất an. Xin hỏi bác sĩ là cái thuốc đó là gì? Cái vấn đề ở đây là quý vị này bị xuyển nặng và có những cái câu hỏi là bây giờ làm sao để chích. Đầu tiên nhất, quý vị phải hiểu rằng bệnh xuyển là một cái bệnh liên quan tới hệ miễn dịch. Trong đó có những cái kháng thể dị ứng, và bệnh xuyển là một cái dạng dị ứng thôi, nó thẳng là như vậy. Nhưng mà kích thích hệ miễn dịch khiến cho chúng ta gặp vấn đề, ví dụ như bụi phấn, như thuốc chẳng hạn, thì cái phản ứng khiến cho những cái cơ vòng xung quanh, những cái ống thở chúng ta bị nghẹn lại, giống như ai đó bóp cổ mình. Nhưng mà nó chỉ là bóp lại một thời gian, rồi sau đó nó giãn ra, chứ bóp luôn chúng ta chết luôn. Nó gọi là reversible airway spasm. Với bệnh xuyển, quý vị cần phải biết rằng là phải loại bỏ hết những cái rủi ro bệnh xuyển nặng, trong đó hút thuốc lá, trong đó quý vị nói đây có bỏ thuốc chưa? Hình như chưa bỏ thuốc đúng không? Cái quan trọng nhất là phải bỏ thuốc, tại vì hút thuốc lá thường xuyên giúp cho cái đường thở quý vị bị viêm, và bị viêm nó bị kích thích như vậy, nó bị co nghẽn lại khiến cho quý vị bị xuyển nặng hơn. Còn cái thuốc mà quý vị chích nói thì nó đơn giản thôi, tôi đoán là nó gọi là Dupuisen hay còn gọi là Dupilumab. Thì Dupuisen là một trong những cái thuốc mà gọi là kháng thể chích vào để mà làm cho những cái kháng thể dị ứng chúng ta bị giảm đi. Và đây cũng là cái loại thuốc mà tôi dùng để chữa bệnh viêm da cơ địa. Đó. Thì cái loại thuốc chích này, nếu mà chích lâu dài, nó cũng sẽ có những cái tác dụng phụ khác. Thành ra cái cách đầu tiên tôi nói cho quý vị nghe là quý vị hoặc là một cái thuốc khác, nó còn gọi là Xolair hoặc là Omalizumab. Thì Omalizumab là một trong những cái loại thuốc khác được chích, và nó cũng là liên quan tới, ảnh hưởng tới những cái kháng thể của hệ miễn dịch chúng ta, đặc biệt là liên quan tới dị ứng. Thì có nhiều thuốc chích ngày hôm nay so với hồi xưa. Một cái loại thuốc khác nữa là Tezspire hay còn gọi là Tezepzulamab. Thì những cái thuốc này là những cái thuốc mà mới hơn sau này, vẫn dựa vào cái nguyên tắc là ức chế cái chuỗi phản ứng của dị ứng để khóa lại cái chuỗi viêm, khiến cho cái việc những cái ống thở chúng ta không còn bị viêm sưng nữa mà nó giãn ra. Quý vị có thể nói chuyện với bác sĩ chuyên khoa của mình về những cái loại thuốc này, nhưng mà tôi không biết là biết thuốc nào được ăn được chích ở Việt Nam. Nếu mà đó, tôi nghĩ là chắc là Dupuisen. Rồi, câu hỏi 1131. Bác sĩ ơi, bố mình 96 tuổi, ở Bosakali, tự nhiên mấy tháng nay nổi rất là nhiều mụn ruồi đen ở lưng, có cục to bằng ngón tay cái, nổi sần lên, đi bác sĩ chỉ cho thuốc bôi. Mình nghĩ chắc ngứa lắm, vì ông chủ, ông cụ là chỉ rên thôi chứ không nói. Xin bác sĩ cho ý kiến chữa trị là như thế nào. Thưa quý vị, khi mà một người lớn tuổi bị ngứa mà nổi lên những cái đó, quý vị phải gặp bác sĩ gia đình liền, hoặc là đề nghị tìm hiểu kỹ hơn. Là tại vì sao? Rất là nhiều người lớn tuổi họ nổi những cái mẩn đó trên da, nhưng mà đó là cái dấu hiệu của một cái bệnh bên trong cơ quan, cụ thể hơn là ung thư. Có một số người khi mà tới gặp tôi nổi những cái mẩn trên da và bác sĩ gia đình đưa cho kem sức, nhưng mà tôi thường là kỹ hơn, tôi chụp hình ngực hoặc là chụp hình phổi. Và trong một vài trường hợp tôi tìm là ung thư phổi chẳng hạn. Tại vì với người lớn tuổi, quý vị phải nhớ là mấy năm nay họ bị, bây giờ họ nổi cái mẩn lên, nổi cái hộp đó lên. Nếu mà nói là họ ở dơ thì cũng không đúng, mà nếu là something wrong bên trong, phải có cái gì đó nó thay đổi về nội tiết, về như thế nào. Thì người lớn tuổi cũng giống như em bé vậy, chúng ta thấy cái gì thay đổi chúng ta phải kiểm tra lại liền. Quý vị chạy cái xe cũ á, mà chạy trên xa lộ mà nghe này lụp cụp, mặc dù nó chưa có gì nguy hiểm, quý vị phải nhớ coi lại. Tại vì có thể đó là cái dấu hiệu ban đầu của cái hư hộp số hoặc là cái bánh xe, đúng không? Chúng ta cũng phải nghĩ người lớn tuổi như vậy nha. Có nghĩa là những cái dấu hiệu đó, quý vị coi bác sĩ lại và đề nghị xét nghiệm kỹ hơn. Và nếu được, đưa qua bác sĩ da liễu hoặc là chụp hình để xem có dấu hiệu gì khác. Bác sĩ ơi, tôi ở Việt Nam thì có một cháu trai 16 tháng tuổi, cháu có triệu chứng tái diễn là đang chơi ho và sau đó ói và nôn ra máu. Thì
Gia đình đã đưa cháu đi nhiều lần để khám bệnh ở bệnh viện địa phương, sau đó khám ở bệnh viện Nhi đồng 2. Thì kết quả nhiều lần trông thấy là dạ dày có một nốt, có thể là điểm xuất huyết và nghi ngờ bất thường trong mạch máu. Thì bác sĩ cho to là Nexium là thuốc kháng axit, rồi một ngày một gói trước khi ăn. Khi uống hết thuốc một thời gian thì cháu bị lại, bác sĩ vui lòng nếu mình dựa vào chẩn đoán nội soi như trên là viêm đại tràng dạng nốt bất thường trong mạch máu dạ dày, thì bé có phải là duy trì uống thuốc để ngừng giảm tĩnh mạch. Theo suy nghĩ cá nhân của tôi, bất thường mạch máu là do nội tại trong gene quy định, nó giống bẩm sinh, sẽ không có thuốc trị khỏi, hoặc nếu như có những cái thay đổi bất thường trong mạch máu do bé còn quá nhỏ thì các bác sĩ ít can thiệp sâu hơn. Bác sĩ nhận định như thế nào về cái case này? Nhiều quý vị hỏi tôi những câu hỏi rất là thú vị, và càng ngày tôi có cảm giác như là cái trình độ cái case này càng ngày càng phức tạp hơn. Quý vị nhớ không, hồi xưa chúng ta chỉ nói bệnh đơn giản thôi, bây giờ chúng ta đang nói về một cái bất thường mạch máu, tiếng Anh gọi là malformation. Thì bất thường mạch máu là gì? Khi mà chúng ta có tĩnh mạch, chúng ta có động mạch, thì hai cái đó đi với nhau thì cái mạng lưới, đúng không? Và thường tĩnh mạch với động mạch đi một vòng, hai mới nó kết với nhau. Trong một số trường hợp thì tĩnh mạch và động mạch gần với nhau hơn, hoặc là xuất huyết tạo ra những cái đốt huyết dễ bị vỡ và dễ bị chảy máu. Thì đó là một cái dạng cơ bản nhất của malformation, hay là AV malformation, arterial venous malformation. Cái khó ở đây là trong bao tử chúng ta có thể có cái dị biến đó, và cái dị biến đó mỗi lần chỉ chừng một chút xíu mỏng manh nó vỡ thôi, nó chảy máu và dẫn tới tình trạng như bé ói ra máu như trường hợp quý vị nói ở đây. Thì cái câu hỏi đơn giản hơn là thật sự là cái vị trí này nằm ở đâu, quý vị không thay không nói đây. Cái thứ hai là cái đốt này nó có lớn hay không. Tại vì nếu mà những cái đốt này nó nhỏ nha, nhiều trường hợp bác sĩ sẽ đốt cái đốt đó ngay lập tức, đốt điện là electrical cauterize, nó đốt hoàn toàn để chúng ta không còn bị chảy nữa. Nếu mà cái đốt này nó bự hơn, quý vị cần phải xem lại là ngoài cái đốt này ra, ở bao tử ra, còn có chỗ nào khác nữa hay không. Nhưng mà trong những trường hợp là cách chữa ban đầu vẫn là dùng thuốc ức chế axit, và theo thời gian xem cái đốt nó có tự lành hay không. Và nếu như không tự lành thì chúng ta phải đốt, hoặc là chúng ta nội soi lại, chúng ta coi cái vị trí của nó. Thì đó là cái cách chữa nhìn chung là những cái xuất huyết bao tử hoặc là xuất huyết đường ruột bên trong. Bác sĩ chuyên khoa về đường tiêu hóa sẽ là cái người giải thích cho quý vị kỹ hơn cái vị trí của cái đốt đó. Tôi nói ví dụ tại sao quan trọng. Bao tử chúng ta, cái vị trí nó, quý vị tưởng tượng như nó cong như thế này, giống như là nửa vầng trăng nhỉ. Quý vị nhớ bài hát nửa vầng trăng không? Nếu như cái đốt đó nằm ở đáy của cái nửa vầng trăng như thế này, thì cái khả năng nó tiếp xúc với đồ ăn hoặc là bị loét, bị vỡ cao hơn. Nếu cái đốt nó nằm phía trên của cái vầng trăng phần nửa đó, thì dĩ nhiên nó ít tiếp xúc hơn, nó sẽ mau lành hơn. Tôi nói cái ví dụ để cho quý vị thấy rằng cái vị trí trong phẫu thuật cũng giống như là trong cái gọi là anatomy, là trong giải phẫu rất là quan trọng để mà chúng ta chữa, hoặc chúng ta đốt hoặc chúng ta không đốt. Câu hỏi Dr. Vinh, where can I get your ICU book? Câu hỏi này dễ quá, quý vị có thể mua từ Việt Nam hoặc là tại Hoa Kỳ. Hiện nay có bán tại nhà sách Tự Lực ở đường Brookhurst ở dưới OC. Hiện nay nhà sách Tự Lực mới có 3 cuốn thôi, cuốn Màu Nhạt Nắng họ vẫn đang nhập, và sắp tới đây tôi sẽ nói chuyện với nhà sách Tự Lực để có thể sản xuất trực tiếp tại Hoa Kỳ để phục vụ cho quý độc giả tại Hoa Kỳ quý vị nhé. Bác sĩ hỏi như thế nào về, nghĩ như thế nào về intermittent fasting hoặc là water fasting. Lúc nãy tôi có nói về gọi là nhịn ăn gián đoạn, thì câu nói ngắn gọn, câu trả lời ngắn gọn của tôi, đây là một cái phương pháp mà có những cái hiệu quả nhất định nếu như quý vị làm đúng theo cái hướng dẫn đó. Và đây cũng là một cái phương pháp khá là khó để làm. Tôi nói ví dụ như là cái ngại, quý vị phải nhìn đó như thế nào, quý vị rất là kỷ luật, và quý vị phải làm đúng như vậy. Bởi quý vị nhớ đừng có để mất nước. Tại vì khi chúng ta nhịn ăn, cái quan trọng nhất của quý vị là đừng có để mất nước. Chúng ta có thể nhịn đói trong vòng một tháng, nhưng mà chúng ta mất nước một ngày là chúng ta khó sống. Quý vị nhớ cái đó nha. Cũng như chúng ta nhịn thở 2 phút thôi, 3 phút, 5 phút, quý vị không thở được chúng ta chết. Thành ra
chúng ta nhớ, cho dù có nhịn ăn, nhớ uống nước. Bác sĩ ơi, tôi dùng Effexor từ năm 2007 tới bây giờ, mỗi ngày một viên và dùng 2 viên một tuần, cộng với nhị hoa nghệ tây mỗi ngày, được một năm nay rồi. Như vậy thì có nhiều nhị hoa không? Quý vị mỗi ngày dùng 2 viên. Thuốc Effexor là cái thuốc trị trầm cảm quý vị. Có nghĩa là quý vị này dùng thuốc trị trầm cảm, uống kèm với nhị hoa nghệ tây, và uống 7 cộng một tuần. Hỏi tôi như vậy là nhiều hay ít? Thưa quý vị, nhị hoa nghệ tây tôi có nói rất là nhiều lần, đó là một cái dạng gọi là có thể nói là dược thảo rất là thú vị từ bên Trung Đông. Thì nhị hoa nghệ tây được bán rất là nhiều và quảng cáo chữa báo bệnh hết, nhưng mà tôi có thể khẳng định quý vị là không chữa ung thư, không chữa những cái bệnh nguy hiểm. Nó có thể giúp quý vị ngủ ngon hơn, giúp cho quý vị bớt trầm cảm chút xíu. Có một số nghiên cứu chỉ ra là như vậy. Dùng 7 cộng một tuần thì tôi nghĩ là ok. Cái quan trọng nhất của bệnh trầm cảm, quý vị xem lại cái bài nói chuyện của tôi về bệnh trầm cảm, là với những người bệnh trầm cảm, chúng ta phải cần phải tìm ra cái lý do tại sao chúng ta trầm cảm, rồi từ từ chúng ta đi qua cái trầm cảm đó. Uống thuốc trầm cảm lâu dài, mặc dù là Effexor không có những cái tác dụng phụ quá nguy hiểm, nhưng mà thuốc nào cũng có tác dụng phụ hết. Thành ra cái câu hỏi tôi dành cho quý vị nào đang uống Effexor hoặc là thuốc trầm cảm là chúng ta có tìm lý do chúng ta bị trầm cảm chưa? Và nếu như chúng ta tìm ra rồi, chúng ta sẽ cố gắng kết hợp với trị liệu tâm lý, hay còn gọi là behavior therapy. Chúng ta chữa, chúng ta nói ra những cái lo lắng của mình, thì bằng cách đó chúng ta theo thời gian chúng ta sẽ giảm được cái phụ thuộc thuốc, hơn là chúng ta cái gì chúng ta cũng dùng thuốc và chúng ta cứ dùng thuốc hoài, quý vị nha. 1135, bác sĩ Nguyên ơi, 24 tuổi gần đây thường bị nổi mụn nước là herpes simplex ở ngón tay cái, thì em có sử dụng mỡ bôi và viên nén acyclovir, nhưng mà cứ sau khoảng một tháng thì bị tái phát vào vị trí cũ. Xin bác sĩ hỏi cái cách mà chúng ta điều trị dứt điểm. Thưa quý vị, đây là một cái bệnh rất là khó trị, tại vì cái con virus herpes này nó vào bên trong cơ thể chúng ta, nó ở đó. Đây là một cái họ virus với lại zoster gây ra bệnh dời leo, chắc quý vị còn nhớ. Dời leo cũng giống như herpes hay là những cái này, nó cứ lặp đi lặp lại mỗi lần cơ thể chúng ta yếu đi. Quý vị nhớ là đây là một cái giống như là nó đợi quý vị yếu. Mỗi lần quý vị yếu người là quý vị nó bùng lên. Thì cái cách chữa tốt nhất cho cái bệnh này là quý vị phải tự cải thiện hệ miễn dịch của mình. Quý vị xem là cái video làm sao tăng cường hệ miễn dịch của tôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là gì? Cần phải tập thể dục đầy đủ, cần phải ngủ đủ. Và nếu mà chữa những thuốc này, chữa dứt, quý vị uống đúng theo chỉ định của bác sĩ. Thường với những quý vị bị những cái bệnh như thế này, uống 3 ngày là nó bớt rồi, quý vị bị ngưng. No. Uống, phải uống đủ hết cái liệu trình, thường là 7 ngày, 10 ngày, thậm chí là 1 tháng. Uống cho nó dứt hoàn toàn để cái lượng virus lâu, cái nồng, mật độ virus nó giảm xuống hẳn luôn. Nhiều khi cái triệu chứng nó bớt hơn, nó đơn giản là cái mật độ virus nó giảm. Nhưng mà không có nghĩa là virus nó hết hoàn toàn. Thành ra nhớ uống đầy đủ hết, tăng cường hệ miễn dịch của mình quý vị nha. Bác sĩ ơi, chắc ước tính là mình không có nạp đủ canxi qua chế độ ăn thì có nên dùng thực phẩm bổ sung kèm vitamin D hay không? Thanh thiếu niên nên ăn gì, tập gì để xương phát triển? Câu hỏi này được trả lời ngày hôm nay rồi đúng không? Là quý vị ăn uống những cái thức ăn có giàu vitamin D, giàu canxi, và quý vị không cần phải uống thực phẩm chức năng gì hết, chỉ cần ăn đủ những cái thức ăn tôi mới nói lúc nãy là gì. Nhắc lại nha, ăn cá này, ăn trứng này, ăn nấm này, ăn yogurt nè, uống sữa nè, tập thể dục nè, đó là những cái điều cơ bản nhất để quý vị có thể xây dựng cái xương mình chắc hơn. Bác sĩ ơi, tôi là nữ 50 tuổi ở Việt Nam, bị ù tai trái cách đây 2 năm, đã soi tai, chụp cộng hưởng từ nhưng mà không thấy gì bất thường, tại vì cả hai cái tai đều bị ù. Ngủ do ít ngủ, ngủ chỉ có 4 đến 5 tiếng một đêm, thường xuyên đi bộ 45 phút mỗi ngày. Khi mà chúng ta bị ù cách đây 2 năm mà chúng ta chụp cộng hưởng từ mà không thấy gì bất thường, có nghĩa là nhìn về cấu trúc tai giữa và tai trong của chúng ta ok, thì chúng ta phải nghĩ tới là cái tín hiệu dẫn đường có vấn đề. Nghĩa là khi mà xe chúng ta hư, thường bây giờ như thế này là cái phần thô, là phần máy móc ok, nhưng mà xe vẫn không chạy được, thì nhiều khả năng là phần điện tử,
Thì cái phần điện tử là cái mà chúng ta không thấy được qua hình ảnh. Chúng ta phải gặp bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng. Họ sẽ đo cái tín hiệu để xem như thế nào. Và nhiều khả năng quý vị sẽ được uống thuốc để thử chữa những cái tín hiệu lầm lẫn đó quý vị nhé. Câu hỏi 1138. Bác sĩ ơi, dì em 54 tuổi khám ở nội soi ở bệnh viện Đại học Y Dược được chẩn đoán là trào ngược dạ dày, thì uống thuốc và tái khám được chẩn đoán theo lịch hẹn, thì gần đây vào sáng thức dậy nghe mùi ammonia từ miệng và đắng chát, mong bác sĩ tư vấn thêm. Khi mà chúng ta bị trào ngược dạ dày, quý vị xem lại cái video trào ngược dạ dày của tôi. Tôi muốn nhắc cho quý vị nhớ là hầu như những câu hỏi quý vị đặt ở đây là thật sự là ít nhiều gì tôi cũng đã trả lời trong gần 400 cái video của tôi trong cái chương trình trên Dr. Win Trend YouTube. Quý vị chỉ cần search cái từ đó, ví dụ như trào ngược dạ dày, sẽ nghe tôi phân tích rất là kỹ hơn về cấu trúc, cách chữa và những lý do khác. Nó ngắn gọn ở đây là khi quý vị có những cái bị đắng chát gì, có nghĩa là acid, cái mùi nó vẫn bốc lên và có thể có những cái mùi khác nó bay ngược lên. Trong trường hợp này, quý vị cần phải gặp là bác sĩ xem là mình trào ngược bao nhiêu độ. Một cái câu hỏi mà tôi hay nói bệnh nhân là khi quý vị chuẩn đoán trào ngược dạ dày, quý vị nhớ hỏi bệnh nhân, hỏi bác sĩ là mình trào ngược mấy độ, trào nặng hay không? Tại vì cái mức độ trào ngược đó, nặng hay nhẹ, nó ảnh hưởng đến cách điều trị. Nếu mà chúng ta bị trào nặng quá thì chúng ta dùng thuốc hầu như sẽ không có hiệu quả nữa. Tại vì sao? 1/4 hoặc là nửa cái bao tử bị trào ngược rồi. Còn nếu mà chỉ trào nhẹ thôi thì chúng ta có thể chữa dễ dàng bằng thuốc quý vị nhé. Gặp lại bác sĩ chuyên khoa về nội soi của mình để xem thử là cái trào ngược của mình hiện nay có kiểm soát với thuốc hay không. Nhiều khả năng là nó không có được kiểm soát, tại vì những cái triệu chứng quý vị mới nói với tôi. Bác sĩ ơi, 1040 nữ, 40 tuổi Việt Nam, bị mất ngủ đã 10 năm nay. Thì tôi có điều trị ở Việt Nam mà chưa thấy có kết quả tốt. Tôi có theo dõi livestream của bác sĩ với bác sĩ Đông là nói qua về bệnh mất ngủ và cách chữa trị. Xin bác sĩ nói kỹ hơn một tí là chữa trị ở Mỹ và bệnh này, và nếu ở Việt Nam thì chữa như thế nào. Quý vị có thể nghe lại bài nói chuyện của tôi về mất ngủ trên kênh YouTube của tôi. Và nó ngắn gọn là chúng ta mất ngủ có rất 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 là nhiều lý do. Từ lý do tâm lý cho lý do cơ thể. Những cái bệnh về trầm cảm, những cái bệnh về đau nhức cũng khiến cho chúng ta ngủ không được. Chúng ta lo lắng về cuộc đời, chúng ta bị thất tình, chúng ta bị thiếu nợ, chúng ta bị tùm lum thứ hết, chúng ta cũng ngủ không được. Thì cái cách chữa về mất ngủ là phải biết tại sao chúng ta mất ngủ. Là tìm ra cái lý do mất ngủ đó là lý do về tâm lý hay lý do về thể xác hay là thậm chí lý do về tâm linh. Đó, thì tâm linh tôi chữa không được, tôi không phải là thầy, cũng không phải là cha đạo gì. Nói chung là tôi chỉ chữa về tâm lý và thể xác thôi. Còn tâm linh đó, thì thường là tôi gửi lên chùa hoặc lên nhà thờ. Nếu mà lý do mất ngủ của quý vị là về tâm linh. Nó ngắn gọn như vậy thôi, quý vị xem là cái video giấc ngủ làm sao ngủ ngon, quý vị xem nhé. Để tôi xem cái video đó là như thế số này. Quý vị biết cách tìm video của tôi không ạ? Quý vị chỉ bấm bác sĩ Win Trần ha. Đây là làm sao ngủ ngon. Quý vị thấy không? Thì cái video làm sao ngủ ngon á là 69. Rồi tôi làm rất là nhiều video về giấc ngủ, tại vì tôi rất là thích ngủ. Ngủ kiểu nào tốt nhất, ngủ sao cho đủ, làm sao ngủ ngon. Để coi video còn có nhiều video khác nữa. Thì quý vị thấy không? Đợi vì search video phải quý vị thấy là làm sao ngủ ngon nè. Ngủ cái nào tốt, đây nhiều lắm, quý vị thấy không? Thì đây là những cái video mà về giấc ngủ của tôi. Rồi, bây giờ tôi muốn dùng cái phần oh my gosh. Một tiếng mấy rồi hả? Trời ơi, bây giờ mình phải trả lời câu hỏi quý vị trên YouTube, trên Facebook rồi mình còn đi về ăn cơm nữa. Quý vị nhớ không? Ok rồi, tôi trả lời câu hỏi bên này ha. Bác sĩ 48 tuổi chụp MRI thoát vị địa điểm ở đốt L5S1. Bị đau 3 tháng nay, hiện nay không đau nhất, chỉ nhức một bên. Đi bộ hay đứng nhiều tập thể dục thì rất thoải mái mà không đau, tôi có nên mổ không? Nhiều khả năng là vì không nên mổ. Khi quý vị bị thoát vị địa điểm mà vẫn còn đi đứng được, chỉ hơi nhức nhối một chút xíu, quý vị không nên mổ. Tôi nhắc lại rất là nhiều lần, chúng ta mổ thoát vị địa điểm trong những trường hợp sau đây. Thứ nhất là chúng ta bị liệt một bên, có nghĩa là cái dây thần kinh bị ép kinh khủng lắm, nó liệt.
đau nhất chịu không nổi, chữa vật lý trị liệu thất bại, uống thuốc thất bại và cái cuối cùng là bị tai nạn, chấn thương, ép lên dây thần kinh. Thì đó là những lý do khiến chúng ta cần phải mổ. Còn lại phần lớn quý vị nên tập vật lý trị liệu, nên dùng những cái cách chữa để chúng ta phục hồi mà không cần phải phẫu thuật quý vị nhé. Cô 63 tuổi ở Sài Gòn bị sa sàn chậu, nhờ bác sĩ tư vấn ăn tập luyện vì đi bộ chỉ xuống mắt tiểu tiện khó chịu đi liên tục. Thưa quý vị, bị sa sàn chậu quý vị có thể tập một cái bài tập gọi là Kegel exercise. Kegel exercise là cái gì? Bữa nay tôi nói luôn. Tôi đang định làm cái bài tập này nhưng mà cái này cứ khó chị, tại vì sao biết không? Tôi sẽ chỉ cho quý vị xem cái Kegel exercise là như thế nào. Đây. Thì Kegel exercise là một cái bài tập tăng cường cái sức khỏe vùng chậu của chúng ta, gọi là Kegel. Quý vị nhớ nha, Kegel là như thế này. Thì tôi nói sơ để quý vị hỏi hiểu Kegel là cái gì trước đó. Thì Kegel exercise là khi mà chúng ta đi cầu hoặc là chúng ta đi tiểu, chúng ta co thắt cái hậu môn chúng ta lại. Thì mà thật sự trong tình dục luôn, khi mà người đàn ông và người phụ nữ lên tới đỉnh điểm khoái cảm thì những cái cơ bắp vùng chậu của họ cũng co thắt luôn. Thành ra cái Kegel exercise này là được áp dụng nhiều lắm trong y khoa lẫn trong sức khỏe sinh lý. Thì cái cách đơn giản nhất là quý vị đang ngồi như nói chuyện với tôi, quý vị tập co thắt hậu môn của mình giống như là chúng ta đi cầu vậy. Và chúng ta co thắt vừa đếm, như là chúng ta vừa co thắt chúng ta bóp cái tay như thế này. Và chúng ta lặp đi lặp lại cái này một ngày ít nhất là 10 lần, mỗi lần ít nhất là 10 cái bằng cách đó cái cơ vùng chậu chúng ta. Phải nhớ là tất cả những cái cơ bắp trên cơ thể chúng ta cần phải tập thể dục thì nó mới chắc hơn, nó mới bận hơn, nó mới đẹp hơn, quý vị nhớ không? Thì cái cơ vùng chậu này là một cái bài tập cơ bản nhất để quý vị lớn tuổi không có bị giống như là bị xoắn tiểu, bị nước tiểu trào ra mỗi lần chúng ta cười, hoặc tại vì cái cơ vùng chậu chúng ta lớn tuổi chúng ta bị giãn ra thì mỗi lần chúng ta cười nước tiểu nó chảy ra hoặc chúng ta ho như vậy. Thì đây là một trong những cái cách mà quý vị khai tập, đó là Kegel exercise quý vị nha. Bác sĩ, tôi mới phát hiện hàm lượng sắt trong máu của tôi cao hơn 5 lần so với bình thường là khoảng 1.000 đơn vị gì đó, xin bác sĩ cho lời khuyên. Quý vị gặp bác sĩ chuyên khoa đường huyết học nha. Mà nói như thế này, khi mà chúng ta cao sắt trong máu, chúng ta phải coi có cái triệu chứng gì không. Một trong những cái triệu chứng đầu tiên nhất là đau xương khớp. Tại vì khi mà chúng ta bị cao máu, cao sắt, sắt tích tụ ở khớp khiến cho chúng ta dễ bị viêm hơn. Và trong nhiều trường hợp, quý vị có phải là đôi khi phải lấy cái chất dịch ra để cho nó bớt viêm sưng. Hay là bị cao máu phải coi là mình có triệu chứng gì khác ngoài đau khớp hay là những cái dấu hiệu khác không, và gặp bác sĩ chuyên khoa về đường huyết học với quý vị nhé. Dr. Win, if blood pressure is 135 to 140, do I need to drink medicine? The answer depends. If this is your first time and if this is one time and you repeat measure at home, the number become normalized, that's okay. However, if the number persistently high, 130 to 140, after you rest and it's evident, then the answer is yes, because this is considered high blood pressure. The number above 130 over 190 is considered high blood pressure. Chào bác sĩ, sau khi bị COVID, trong bao lâu thì mình mới được chích mũi thứ tư? Khi quý vị hết triệu chứng và quý vị hết hoàn toàn, quý vị có thể chích mũi thứ tư quý vị nha. Bác sĩ ơi, tôi ăn đậu gà thay thế đậu hũ được hay không? Dạ được bác. Bình thường tôi, hình như là cái Facebook của tôi nó bị cái gì, quý vị đặt từ tí xíu nha. Cái mỗi lần như vậy là nó có vấn đề. It's okay now. Bình thường tôi không bị cao huyết áp nhưng mà tôi bị nhiễm COVID rồi thì huyết áp cao như thế nào? Tại sao mà lúc trước tôi chưa bị COVID huyết áp bình thường, bây giờ tôi bị? Đơn giản là bác bị hậu COVID và một trong những cái triệu chứng hậu COVID là tăng huyết áp do lo lắng, tăng huyết áp do những cái dấu hiệu khác. Trong nhiều trường hợp bác đi tập thể dục, bác tập hít thở, từ từ nó khỏe lại, huyết áp sẽ giảm xuống. Trong lúc mà bác đợi huyết áp đi xuống, bác nhớ uống thuốc cao huyết áp để chữa. Và khi huyết áp chúng ta bình thường rồi thì bác ngừng
uống thuốc bác nhé. Thưa bác sĩ, hạ đường huyết và thiếu canxi huyết có liên quan gì với nhau hay không? Trong nhiều trường hợp, nó có thể liên quan với nhau, liên quan tới những vấn đề về bệnh nội tiết. Ví dụ như là những cái bệnh về liên quan tới tuyến parathyroid, hoặc là những bệnh liên quan tới tiểu đường. Nhưng mà trong nhiều trường hợp, nó cũng không liên quan với nhau. Thì là quý vị, khi mà bị tụt đường huyết, mà tụt canxi huyết, chúng ta làm hai cái workup song song với nhau. Chúng ta không có giả định là hai cái này là chung với nhau. Thì nhiều lý do quý vị sẽ được xét nghiệm về siêu âm cái tuyến giáp, kiểm soát về tiểu đường và rất là nhiều bệnh khác, kiểm tra iodine, nồng độ canxi ion trong máu, kiểm tra nồng độ canxi trong máu, hai cái khác nhau nha. Và quý vị sẽ có cái câu trả lời sau khi kết hợp như thế nào. Bác sĩ ơi, em 42 tuổi, khớp đầu gối hay kêu drop và em ăn chay. Bác sĩ tư vấn nên ăn uống gì cho hợp lý để bổ sung xương khớp. Thưa quý vị, tôi có nói cái bài lâu lắm rồi là ăn chay như thế nào cho đúng. Trong đó tôi có chỉ ra là ăn những cái hạt và ăn đậu hũ, nhất là những cái hạt đậu trong đó có nhiều protein. Thì quý vị sẽ giúp được cân bằng những cái vitamin. Một trong những cái quan trọng nhất của ăn chay là chúng ta hay thiếu vitamin B. Chữ B là B bò đó quý vị. Quý vị xem lại cái video là ai nên uống vitamin B của tôi nha. Tại vì trong một số trường hợp nếu quý vị không đủ vitamin B từ ăn những cái thực phẩm thì quý vị cần phải uống bổ trợ. Tại vì nhiều quý vị thiếu vitamin D lâu, B lâu dài có thể dẫn đến những cái đau về bao tử hoặc là những đau về thần kinh rất là nguy hiểm quý vị nha. Bác sĩ ơi, mình xét nghiệm máu thì có biết được loãng xương hay không? Thưa quý vị là không. Tại vì cái xét nghiệm để biết quý vị loãng xương là xét nghiệm chụp hình DEXA scan, là một cái chụp hình cho quý vị thấy cái mức độ xương nó có loãng hay không thông qua cái hình giống như X-ray. Quý vị nhớ chúng ta biết loãng xương hay không là chúng ta phải nhìn cái độ, cái tia đó nó đi xuyên qua đi trở lại. Nếu mà xương mỏng quá thì nó đi qua hết, còn nếu xương dày nó phản ứng lại, thành ra chúng ta sẽ khó mà thấy được dựa vào xét nghiệm máu. Tuy nhiên, nếu mà xét nghiệm máu mà thấp vitamin D, nhiều khả năng quý vị sẽ bị loãng xương. Thành ra thường là thấp vitamin D, tôi sẽ gửi đi chụp loãng xương, tại vì tôi muốn biết chắc là quý vị này có bị loãng xương hay không. Bác sĩ, vợ em mới 40 tuổi mà hay bị đau nhức chân, vậy là thiếu chất gì vậy thưa bác sĩ? Thiếu chất gì thì tôi không biết, tại vì chúng ta có quá nhiều lý do để chúng ta bị đau nhức chân ở 40 tuổi. Cái lý do đơn giản nhất là không phải thiếu chất đâu. Tại vì 40 tuổi ít khả năng quý vị thiếu chất, quý vị thiếu tập thể dục thôi, nói thẳng là vậy. 40 tuổi là cái tuổi có thể nói là đỉnh cao của đời người, đỉnh cao nhiều thứ, đỉnh cao về công danh, đỉnh cao về sự nghiệp, đỉnh cao về tiền bạc, đỉnh cao về thành công trong xã hội. Nhưng mà có một cái đỉnh thấp của 40 là thể dục. Đa số những người tôi biết ở tuổi 40 rất là thành công, nhưng mà hỏi là thể dục là không có ai có ở đỉnh cao, toàn đỉnh đỉnh thấp mà. Quý vị nhớ, nhiều khi nó thú vị lắm, khi mà chúng ta còn trẻ thì chúng ta đỉnh cao của thể dục, chúng ta đỉnh cao của nhiều thứ mà không phải đỉnh cao của tiền bạc, không phải đỉnh cao của địa vị, không phải là đỉnh cao của cái thành công. Nhưng mà khi mà chúng ta có được rồi thì chúng ta lại đỉnh thấp của thể dục. Đó. Và tới khi mà chúng ta 50, 60 tuổi thì chúng ta lại dùng tiền chúng ta mua thể dục, chúng ta mua sức khỏe lại. Đấy, quý vị thấy không? Thành ra nếu mà hỏi từ đó 40 tuổi thiếu cái gì? Không thiếu chất đâu, thiếu tập thể dục. Bác sĩ, con gái em 6 tuổi nhưng rất kén ăn, có nên cho bé uống thực phẩm chức năng giúp bé ăn thêm không? Khi mà một bé bị kén ăn, quý vị đầu tiên nhất là phải tìm lý do tại sao bé kén ăn, khoan cho bé uống thực phẩm chức năng. Tại vì tôi nhắc lại rất là nhiều lần, thực phẩm chức năng có những cái chất bảo quản, có nhiều thứ nguy hiểm trong đó, những cái protein thay đổi những cái hormone khiến cho con bé có nhiều thứ khác. Gặp bác sĩ nhi khoa hỏi tại sao con mình kén ăn. Quý vị có thể kén ăn vì nhiều lý do, nhiều khi bé mê chơi Facebook, mê chơi điện tử và nhiều lý do khác. Mình phải tìm lý do quý vị nha. Bác sĩ Win, cô 64 tuổi bị COVID 1 tháng 5 ngày. Mấy hôm nay bị sốt liên tục, uống giảm sốt, sau đó sốt lại tất cả xương khớp đều đau nhức, nhưng đau đỉnh đầu, đau liên tục. Đo huyết áp bình thường, xin hỏi bác sĩ là có nên đi chụp đầu không? Nếu chụp thì chụp CT hay là chụp MRI? Thưa quý vị, nếu mà quý vị bị đau nhức và đau liên đầu, đau liên tục và nhắm mở mắt cũng đau, quý vị cần phải đi gặp bác sĩ trước, rồi bác sĩ sẽ quyết định quý vị có nên chụp hay không. Nếu quý vị cần phải chụp hình não trên đầu, quý vị nên chụp MRI, không chụp CT. Để tôi giải thích sơ tí xíu. Chúng ta chụp hình CT trên não là chúng ta tìm ra những cái xuất huyết não, chúng ta tìm những cái vỡ do chấn thương,
thường là như vậy. Trong khi những cái thay đổi nhỏ hơn, ví dụ như bị stroke, bị đột quỵ hoặc là những cái rủi ro khác COVID-19, thì chụp hình MRI não, quý vị nhớ nha, không chụp CT. Con gái em 6 tuổi nhưng mà răng em có nhiều đốm trắng, xin hỏi dấu hiệu có thiếu chất gì không? Có nghĩa răng bị những đốm chất, đầu tiên nhất tôi sẽ đề nghị bé đi gặp nha sĩ trước. Là tại vì cái đốm trắng đó ngoài cái răng đó trên người còn có thiếu gì khác hay không để xem. Và nếu như nha sĩ xem như đó rồi xem trên da, trên móng tay có thiếu chất gì hay không thì chúng ta mới quyết định tiếp, quý vị nha. Bác sĩ cho hỏi cơ thể muốn hấp thụ canxi thì có cần phải có magnesium hay là magne hay không? Câu trả lời yes, nhưng mà phần lớn cơ thể chúng ta sẽ có đủ magnesium. Nhiều quý vị hỏi tôi uống có nên uống magnesium hay không? Câu trả lời nếu quý vị ăn uống thì đủ, quý vị không cần phải uống thêm cái magnesium, quý vị nha. Rồi. Bác sĩ tôi mất phát ok, câu hỏi tới mấy rồi? Là như gần hết rồi phóng viên đi. Thưa bác sĩ, tại sao cái bắp chân lúc nào cũng căng cứng và đau? Như thế là chúng ta mới đi bộ, vậy có liên quan tới vitamin D bị thiếu hay không? Hoặc là bị canxi? Câu trả lời là nếu mà chúng ta thấp canxi, chúng ta có thể bị những cái bệnh liên quan tới cơ bắp. Thằng quý vị check lại chúng ta có thiếu canxi và thiếu vitamin D không, quý vị nhé. Rồi, câu hỏi... Ủa, hình như hết rồi. Tôi lấy một câu hỏi trên đây. Bác sĩ ơi, nếu mà em bị positive ANA thì anti-nuclear có nguy hiểm hay không? Câu trả lời là tùy vào cái mức độ, cái độ positive của ANA. Tôi có nói về dương tính ANA trên cái YouTube của mình, quý vị nha. Quý vị xem lại cái đó. Nó ngắn gọn như thế này là 10% dân số sẽ có dương tính ANA. ANA là gì? ANA không phải là hãng hàng không của Nhật đâu nha. ANA là anti-nuclear antibody, có nghĩa là chúng ta có những cái kháng thể bên trong cơ thể chúng ta mà tấn công vào những cái tế bào, có cách khác là quân ta đánh quân mình, thì đó là một trong những cái lab để chúng ta xem chúng ta có bệnh miễn dịch hay không. Nhưng mà cái chỉ số này quan trọng nhất là cái chỉ số titer, là cái nồng độ của nó. Cái nồng độ càng cao thì nó mới nguy hiểm. Thường là nồng độ 180, 140, thậm chí là 1240 vẫn bình thường. Thường nồng độ 1320 hoặc là 1/1040 lúc đó chúng ta sẽ còn lại nó có nguy hiểm. Và cái quan trọng là quý vị bị dương tính ANA, quý vị có triệu chứng gì không? Nếu mà không có triệu chứng thì phần lớn quý vị sẽ ok. Triệu chứng gì? Đau nhức khớp buổi sáng, nổi mẩn trên da, đó là lupus, hoặc là bị rụng tóc, hoặc là những cái bệnh khác, ví dụ như bệnh siêu thận, hoặc là thận chúng ta bị protein, rất rất là nhiều cái triệu chứng khác quý vị nha. Rồi, nói tóm lại, hy vọng là quý vị ngày hôm nay nghe và hiểu hơn về những cái dinh dưỡng mà để giúp cho xương chúng ta ăn chắc hơn và tốt hơn. Thì hy vọng là tôi đã có dịp chia sẻ với quý vị những cái cập nhật hoặc những cái nghiên cứu mới nhất về sức khỏe xương thông qua dinh dưỡng, quý vị nha. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong cái chương trình kỳ sau, quý vị nha. Tôi tắt ở đây.